chúng ta còn xài rất là nhiều á, ví dụ như là theophylline, digoxin, rồi vancomycin ha, amikacin, nhiều nhóm thuốc nữa. Nhưng mà có hai cái thuốc kháng sinh mà mình hay xài nhiều, nhưng mà thật ra thuốc này nó chỉ xài trong bệnh viện thôi, chứ nó ít khi nào mà nó xài được xài ở ngoài ha. Thì đó chính là vancomycin và nhóm aminoglycosid hay là amikacin đó. Thì cho đó chúng ta chỉ học hai thuốc thôi để mình biết cơ bản về cái hiện nay cái kỹ thuật đo nồng độ sẽ như thế nào, và mình sẽ điều chỉnh liều như thế nào trong cái thực tế lâm sàng. Rồi như vậy thì khi mà nói tới vancomycin thì thường nó sẽ là những cái bệnh nhân mà phải những cái triệu chứng khá là nặng ha, nhập viện thì mới được xài, tại vì đây là nhóm thuốc để dành. Một số bệnh viện quận thì cũng đã có thuốc và gần như nó xài khá là nhiều và rộng rãi, thì tình huống nó cũng sẽ tương tự như là cái bài tập này. Nghĩa là khi có một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn một cái gì đó ha, thì người ta sẽ dùng thuốc kháng sinh. Thì ví dụ như là một cái bệnh nhân này nhập viện do nhiễm trùng tiểu hay nhiễm trùng niệu đó, VSE có nghĩa là viết tắt của những cái con cầu khuẩn Enterococcus mà còn nhạy với vancomycin. Thì chúng ta sẽ dựa trên kháng sinh đồ cho chúng ta thấy còn nhạy bằng cô, thì thường người ta sẽ xài, nghĩa là trước khi xài kháng sinh thì người ta phải làm kháng sinh đồ để xác định cái con vi khuẩn đó, rồi nó còn nhạy với thuốc gì thì mình sẽ lựa chọn ha, từ nhẹ cho tới nặng. Thì như cái ca này nhạy bằng cô thì người ta sẽ xài bằng cô, thì xài với cái liều ha, rồi và đo cái nồng độ creatinine huyết thanh đó. Như vậy thì bệnh nhân này đang xài ở một cái bệnh viện tuyến trước nhưng mà không hết, thế nên mới chuyển qua bệnh viện tuyến tuyến trên, và câu trả lời là bác sĩ sẽ hỏi là bệnh nhân đang xài 2 ngày ở bệnh viện trước rồi thì bây giờ có nên tiếp tục sử dụng hay không. Nếu mà cần xài thì thường là phải đo nồng độ thuốc rồi tính liều vancomycin vân vân, nghĩa là những cái câu hỏi mà dược sĩ ở bệnh viện sẽ thường gặp để mà trả lời cho bác sĩ. Thì nói chung thì mình sẽ học từ từ rồi mình cũng sẽ làm cái bài tập này thôi. Thì như cô cũng có giới thiệu với mình, sẽ lúc trước á, mình sẽ có cái phần mềm, đây là cái phần mềm hồi xưa, hai phần mềm này tồn tại khá là lâu rồi, chắc cũng khoảng 10 năm, để mà tính toán liều kinh nghiệm nha. Chứ còn mình chưa đo nồng độ nên mình chưa có biết. Thì chút xíu nữa mình sẽ mở máy ha, chút xíu nữa nếu mà bạn nào có máy sẵn mình sẽ mở ra để mà mình nhập thử lên phần mềm hay để mình tính cho nó quen. Thì phần mềm này là phần mềm Global, hoặc là mình sẽ có hai phần mềm để tính liều, một là Global, hai là Clinical giống như hồi xưa hồi hồi trưa mình đã học đó. Cường. À, đây chính là hai cái phần mềm mà dùng để tính liều của thuốc. Một số các công thức cần nhớ trong cái bài học của mình đó chính là công thức tính chức năng thận thì như mình đã học rồi ha, MDRD là tính theo cái EGFR, công thức Kaplan-Meier là coi như là phải thuộc rồi, công thức tính cân nặng lý tưởng ha, cân nặng hiệu chỉnh, đó là những cái công thức mà gọi là cơ bản ha, mình phải biết. Riêng đối với lại vancomycin thì nó có một số các cái công thức như sau. Khi mà gặp một cái bài tập về tính liều thuốc vancomycin cho bệnh nhân thì do vancomycin thì mình phải tính liều kinh nghiệm, sau đó mình mới đo nồng độ rồi mình điều chỉnh liều. Như vậy cái liều kinh nghiệm là cái liều mà mình lý thuyết hết, có nghĩa là mình tính toàn bộ là trên giấy tờ ha, mình cân nặng bệnh nhân là bao nhiêu, thì mình sẽ tính toán, thì mình sẽ có clearance của bệnh nhân. Các bạn phải tính clearance mới biết nha, bắt buộc, không có là mình không có xài được. Cái thứ hai nữa là mình phải chuyển cái đơn vị clearance từ milit trên phút sang lít trên giờ. Thế này có gì cô sẽ nói sau, và những cái này mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi, như vậy thì hôm nay là cái bài vancomycin nên chúng ta phải học một một tí xíu về đại cương của vancomycin để coi mấy bạn còn nhớ được gì hay không, những cái kiến thức từ môn dược lý. Rồi sau đó là mình sẽ đi vào cái dược động học sâu hơn của vancomycin và cái quy trình hiện nay đang đo nồng độ vancomycin như thế nào tại các bệnh viện ha. Rồi đầu tiên là cô sẽ nói về cái đại cương về vancomycin.
mấy bạn đã học hết rồi nên cô cần mấy bạn cho cô một số các cái ý. Mấy bạn đã học và bạn nhớ được gì đối với lại cái thuốc này? Rồi cô mời bạn các bạn cho ý kiến ha. Mỹ Nhân hả? Đây là Mỹ Nhân xong tới Huyền nha, mình sẽ bổ sung thêm. Cô em học thì vancomycin nó là một cái kháng sinh glycopeptide, tức là kháng sinh nó có phân tử lượng lớn đó cô. Do đó nó chỉ được sử dụng bằng đường tiêm. Nó là một cái kháng sinh Recording in progress. chủ yếu là trên vi khuẩn gram dương đã đề kháng với các cái kháng sinh khác, và đây là một cái kháng sinh dùng trong bệnh viện. Rồi. Còn gì nữa không? Mình nhớ được gì nữa? Kháng sinh này thì nó không có, nó chỉ là trên cái gram dương, không có tác động trên gram âm cô. Mình có nhớ nó là trị vi khuẩn kỵ khí hiếu khí gì không? Nó có trị kỵ khí hiếu khí gì không? Nó đặc biệt sử dụng cho cái các cái vi khuẩn đề kháng kháng sinh như MRSA cô, đặc biệt trị MRSA. Nhớ nhiều đó. Rồi. Cảm ơn bạn. Rồi cô mời bạn bạn Huyền mình có bổ sung thêm. Dạ cô ạ, em nhớ là cái kháng sinh này là kháng sinh diệt khuẩn, không phải là kháng sinh kìm khuẩn. Dạ. Nó có gì đặc biệt không? Ví dụ như về độc tính, về tác dụng phụ á, về tác dụng không mong muốn này, nó có gì đặc biệt không? Tác dụng phụ của kháng sinh của cái vancomycin này thì dễ bị dị ứng. Dạ. Còn gì đó không? Dạ, cô mời Yến Nhi. Yến Nhi là bổ sung thêm. Dạ, thưa cô, vancomycin này mình dùng đường truyền tĩnh mạch chậm, nếu như mình dùng truyền nhanh thì nó sẽ gây hội chứng người đỏ. À rồi, cô cảm ơn bạn. Rồi lúc trước mấy bạn học cái vancomycin này nè, thì mấy bạn ý là nhiều không, có là một buổi ha, học vancomycin được một buổi không? Sao được, học đi học lại nhiều môn, học nhiều lắm cô. À có nghĩa là cũng nhắc tới, nhắc luôn cái thuốc này, không có riêng một bài về tăng cô không? Rồi tôi cảm ơn. Nếu như mà mình học nó chung với bài những cái bài kháng sinh khác á, thì chúng ta sẽ thấy nó cũng không có gì nổi trội nhiều cả nha, nó không có gì nổi bật so với lại penicillin ha, hoặc là so với lại cephalosporin, đó là những cái thuốc mà cũng có tác động trên gram âm và gram dương luôn. Ví dụ như nói cephalosporin hoặc là nhóm penicillin thì nó tác động trên cả hai nhóm, cả kỵ khí nữa. Thế nên mình thấy là ở ngoài cộng đồng mình xài nhiều hơn là so với lại vancomycin. Vancomycin thì mình ít nghe hơn. Do đó mấy bạn sẽ thấy là cái thuốc này nó cũng khá là lạ. Nếu như mà mình chưa từng sử dụng, nghĩa là bạn nào không làm trong bệnh viện thì nó sẽ lạ lẫm đó. Mấy bạn sẽ chưa có quen trong cái việc sử dụng nó. Thì cũng tương tự như các cái bệnh viện hiện nay thôi. Nghĩa là người ta có xài vanco nhưng có khi người ta cũng không can thiệp được gì. Nghĩa là bác sĩ muốn xài, bác sĩ cứ xài và người ta cũng không có quản lý được. Đó chính là cái nhóm thuốc này. Nhưng mà bạn biết thuốc nhóm thuốc này nó ra đời rất là lâu rồi, và xài chắc cũng phải từ năm 1950 là nó đã ra đời rồi, để mà nó chuyên trị cho những con vi khuẩn gram dương. Và thế giới người ta sử dụng nó như là bảo tồn vậy đó, nghĩa là vừa xài nhưng mà phải xài cho nó hợp lý chứ mà không có lạm dụng. Thì đó là lý do mà mình học cho kỹ hơn tí xíu ha, để mình biết. Rồi thậm chí cả bác sĩ cũng phải được đào tạo về các cái thuốc mà kháng sinh dự trữ ha, để mà sử dụng cho nó đúng, chứ không có là mất công là hết ha, khi vi khuẩn nó đề kháng thì không còn gì để mình xài nữa.
Rồi thì đây chính là đại 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 cương ha, về cái một cái thuốc. Thì đối với một cái thuốc thì thường nó sẽ có cái cơ chế tác động đối với lại vi khuẩn, nhóm thuốc nè và cái phổ. Thì vancomycin nó chính là một cái thuốc kháng sinh glycopeptide như các bạn đã cũng đã nói. Hiện nay là mình đang có hai cái hoạt chất của nhóm này mà còn được sử dụng trên thị trường thôi, đó chính là vancomycin và teicoplanin. Thì thuốc này nó càng mới hơn nữa, nghĩa là có khả năng các bạn cũng chưa nghe luôn á, các bạn đã học thì mình cũng chưa nghe cái này đâu. Nó được sử dụng trong điều trị những cái nhiễm khuẩn và phải được xác định đó là nhiễm khuẩn gram dương nha, nghĩa là mình phải có bằng chứng trên vi khuẩn gram dương thì người ta mới sử dụng, và gần như là đã đề kháng với những kháng sinh khác, ví dụ như là đề kháng với lại penicillin, đề kháng với lại cephalosporin thì mới được chuyển qua cái vancomycin. Hoàn toàn cái nhóm thuốc này nó không có tác động trên vi khuẩn gram âm. Đây là một loại kháng sinh mà nó diệt khuẩn, nghĩa là nó sẽ tác động trên thành của tế bào. Nó thay đổi cái tính thấm của thành tế bào và làm cho vi khuẩn nó sẽ không có, gọi là nó không có trao đổi, không có trao đổi tế bào chất được và nó sẽ tự chết. Thì các bạn sẽ thấy trên cái kỹ thuật mà của vi sinh, người ta sẽ lấy mẫu, cái mẫu nó có thể là mẫu đàm hoặc là cái nơi nào đó nhiễm khuẩn nha, mẫu đàm, mẫu nước tiểu, mẫu máu, mẫu dịch, ví dụ như mũ, mũ ngoài da, hoặc là những cái ví dụ như khi mà người ta làm gọi là nhiễm khuẩn ổ bụng chẳng hạn, người ta cũng cấy cái dịch ổ bụng vân vân. Thì những cái mẫu đó sẽ được nuôi trên những cái đĩa petri phù hợp với lại từng loại, gọi là từng loại cái dịch, và người ta sẽ cấy để coi khi nó mọc lên từng cái khóm này nè, rồi người ta sẽ lấy cái khóm này để người ta làm cái kháng sinh đồ. Thì tí xíu nữa cô sẽ cho mấy bạn coi hình của cái kháng sinh đồ để mà mình có thể biết mình đọc nha, mình biết cách mình đọc. Thì khi mình cấy ra thì người ta sẽ trả lời cho mình kết quả luôn là đó là cái con gì, đang nhiễm con Staphylococcus hay là đang nhiễm Pseudomonas, thì nó đều có kết quả vi sinh sẽ trả về hết. Và hiện nay Bộ Y tế cũng quy định luôn là trước khi sử dụng kháng sinh thì bắt buộc phải được cấy mẫu vi sinh nha, để định hướng, giống như là định danh vậy đó, để mà xài cho kháng sinh nó hợp lý, chứ nó không giống như hồi xưa nữa là mình cứ xài gọi là xài mù ha. Cái bệnh nhân không cần biết là nhiễm khuẩn gì, cứ vào là gram âm, gram dương, kỵ khí, hiếu khí gì cũng hết, đó gọi là kháng sinh bao vây ha. Bây giờ phải định hướng đúng cái kháng sinh đồ ra con gì thì mình sẽ xài cái kháng sinh khu trú thôi đó. Thì chút của mình cô sẽ cho mình giới thiệu cho mình coi những cái mẫu đó. Thì đối với lại vancomycin mình cũng đã học hết rồi ha, đó là nhóm kháng sinh mà diệt khuẩn. Mình phải biết rõ cái cơ chế này để cái cơ chế mà phối hợp kháng sinh là mấy bạn không sử dụng những cái kháng sinh cùng cơ chế tác động, bởi vì như vậy thì nó cũng vô nghĩa. Một cái kháng sinh này nó đang giết vi khuẩn mà vi khuẩn không chết, các bạn sử dụng thêm một kháng sinh cùng với cơ chế như vậy thì nó không có đúng ha, trong cái việc sử dụng thì nó gọi là trùng kháng sinh. Do đó mình phải biết được cái cơ chế để mình mới phối hợp được kháng sinh với nhau. Thì chủ yếu là vancomycin nó sẽ ức chế cái tổng hợp thành tế bào, nên nếu mình phối hợp với một kháng sinh khác thì nó phải theo cái cơ chế khác. Ví dụ như nó theo cái cơ chế ức chế tổng hợp protein ha, hoặc là ức chế DNA gì đó của vi khuẩn. Một số những cái cơ chế khác của nó như là ức chế tổng hợp ARN thì nó cũng có, nhưng mà nó không phải là cái quan trọng nhất của vancomycin. Thì mấy bạn sẽ thấy là chỉ định của vancomycin rất rõ luôn, đó chính là tụ cầu vàng nha, con tụ cầu vàng kháng methicillin, người ta còn gọi là mRSA. Đây là tên của những con virus, tên của những con vi khuẩn. Đây là methicillin resistant, là đề kháng Staphylococcus aureus, phải là những cái con tụ cầu vàng kháng methicillin thì mình mới dùng vancomycin. Trong những trường hợp này, cô ví dụ như trong trường hợp mà con MSSA, đó là những cái con tụ cầu vàng còn nhạy, hai chữ S chính là sensitive, có nghĩa là còn nhạy với vancomycin, còn nhạy với lại methicillin, thì có rất là nhiều thuốc để diệt. Người ta vẫn khuyến cáo xài penicillin, xài doxycycline, xài clindamycin, xài vancomycin luôn. Tuy nhiên,
không ai dùng vancomycin trong trường hợp còn nhảy. Lý do là thứ nhất, đây là kháng sinh để dành. Bệnh nhân đang còn nhảy với những kháng sinh này thì mình sẽ dùng những kháng sinh này trước. À, cái thứ hai nữa là thuốc này nó là độc tính, chứ nó đâu cũng đâu phải là thuốc đơn giản. À, và cái thứ ba nữa là xài không đúng liều thì nguy cơ nó sẽ dẫn tới vi khuẩn đề kháng. À, và nếu mà đề kháng với vancomycin thì mình không còn gì để mình xài nữa. À, do đó nếu mà cấy ra MRSA thì mình phải dùng những cái nhóm khác còn nhảy. Chừng nào nó ra bằng chứng là MRSA mình mới được dùng vancomycin. À, hoặc là một cái con khác, ví dụ như con cầu khuẩn hồi nãy đó, con này enterococcus, à, con enterococcus còn nhảy vancomycin thì chúng ta cũng xài. À, E này là epidermidis thì cái con này là cái con tụ cầu vàng nhưng nó thường khu trú ở trên da nhiều hơn. À, còn con staph aureus thì thường nó cũng ở da, ở hô hấp. À, ngoài ra vancomycin còn được gọi là nó không tác động trên vi khuẩn kỵ khí nhưng nó lại có tác động trên một con duy nhất, đó là cái con Clostridium difficile. Cái con vi khuẩn này nó sẽ gây ra cái nhiễm trùng viêm ruột kết màng giả đó bạn. À, à, viêm ruột đó. Và nó, cái con này nó gây ra khi mà những con vi khuẩn tự nhiên trong cơ thể mình nó chết đó, thì con này nó sẽ bùng phát ha, và nó sẽ gây tiêu chảy và tiêu chảy ra cả những cái giả mạc nữa ha, nặng. Do đó thường là khi có những con này thì chỉ có vancomycin mới điều trị được thôi. Thật ra con này nó vẫn có nhảy với lại metronidazole nhưng mà cái phát độ đúng thì là nên sử dụng vancomycin. Thì lúc này mình đang điều trị nhiễm trùng đường ruột nên người ta sẽ dùng đường uống để người ta điều trị tại chỗ. Nếu như trong những trường hợp bệnh nhân nhiễm khuẩn gram dương nhưng có dị ứng với penicillin thì mình vẫn có thể dùng được vancomycin. Tại vì nhiễm trùng gram dương thì penicillin gọi là cái nhóm peni ấy, vẫn là hiệu quả nhưng mà bệnh nhân đâu có xài được ha, dị ứng là đã không xài rồi, thì lúc đó mình có thể chuyển vancomycin. Rồi những cái con khác như là liên cầu mình vẫn xài được nha, streptococci là liên cầu, rồi enterococci là liên cầu luôn, à, tụ cầu. Thêm một cái con nữa đó chính là con corynebacterium là con bạch hầu. À, hồi xưa thì mình ít, hồi xưa thì nghe nhiều hơn nhưng mà bây giờ con này nó cũng hiếm, mà thật ra thì cái phòng vi sinh nó cũng rất là khó cấy ra cái con corynebacterium. Chỉ có những cái vi sinh lớn ví dụ như ở Pasteur rồi á thì nó còn cấy ra những con vi khuẩn lạ, chứ còn mình thì cái kỹ thuật mình không có đủ để mình cấy ra được những cái con kỵ khí, ví dụ Clostridium difficile mình cấy cũng không được rồi. À, chứ đừng nói gì con Corynebacter là những con không điển hình rất là khó cấy. À, thì cái hiệu quả diệt khuẩn của nó sẽ đồng vận, nghĩa là nó sẽ gia tăng nếu như nó được phối hợp chung với lại aminoglycosid, nghĩa là bản thân là vancomycin là gram dương, aminoglycosid là gram âm, thế nên hai cái thuốc này tác động với nhau thì gần như mình thấy hình phủ rồi, mình bao phủ được gram âm gram dương. À, nhưng bên cạnh đó nó còn hai cái này nó còn giúp hỗ trợ cho cái gọi là cái lực đề kháng nữa, cái lực tác động trên vi khuẩn nữa. Một cái thì nó sẽ phá màng, còn này một cái thì nó sẽ ức chế tổng hợp protein. Thế nên hai cái thuốc này sử dụng với nhau thì người ta thấy là gia tăng cái hiệu quả hiệp lực. Tuy nhiên nó cũng sẽ gia tăng độc tính nha khi mà hai thuốc này phối hợp. Độc tính chủ yếu là trên thận nha. Rồi. Khi mà một thuốc thì chúng ta phải biết về cái chỉ định ha, cũng như là cái tác dụng phụ. Bởi vì mình phải cân nhắc giữa cái hiệu quả là chỉ định nè và cái an toàn chính là tác dụng phụ. Thì đối với lại vancomycin, nó là một cái thuốc mà nó có một cái triệu chứng mà gần như rất điển hình, đó chính là cái hội chứng người đỏ. Chút xíu nữa cô tìm cho mình coi cái hình hội chứng người đỏ. Thì cái hội chứng người đỏ hay người ta gọi là Red Man Syndrome. Cái này là chủ yếu nó là một cái phản ứng giả dị ứng nha. Nghĩa là cái dị ứng vancomycin không phải là cái dị ứng kháng nguyên kháng thể như penicillin nha. Penicillin là một phản ứng dị ứng kháng nguyên kháng thể. Một bệnh nhân mà đã từng dị ứng với penicillin, ví dụ như bệnh nhân nói tôi bị dị ứng với amox, tôi bị dị ứng với ambi, thì không bao giờ bệnh nhân đó được xài lại cái đó. Bởi vì đó là kháng nguyên kháng thể, dị ứng một lần, lần một nhẹ, nhưng tới lần hai trở đi thì nguy hiểm, có thể nguy hiểm tới mạng. Nhưng riêng vancomycin đó là một cái phản ứng giả dị ứng, tại do cái cấu trúc của nó lớn, nó tương tự như một cái hấp ten của kháng nguyên vậy đó. À, thế nên là nó rất dễ gây cái phản ứng dị ứng. Thì thay vì khi truyền vanco vào thì bệnh nhân sẽ bị ngứa, đỏ da, chủ yếu là ở vùng cổ với vùng mặt, thì đó chính là cái phản ứng Redman. À, rồi rất có thể lan dần xuống những người trên. Thường là cái phản ứng này nó liên quan tới tốc độ truyền hoặc là cái nồng độ pha loãng. Các bạn lưu ý, tại vì đây cái vanco nó là dạng thuốc dạng bột, mà bột pha tim và truyền tĩnh mạch, chứ không bao giờ tiêm, này nó không bao giờ tiêm tĩnh mạch trực tiếp, tại vì nó sẽ gây viêm tĩnh mạch.
Do đó thuốc này được dùng để truyền tĩnh mạch. Thì cái gì mà truyền thì đương nhiên phải pha loãng ha, phải pha loãng để truyền. Thì mấy bạn thấy là thông thường trên thị trường á, nó sẽ có hai loại muối, chai muối 100 và chai muối 500. 500 ml là nhiều nha. Thì đối với Văn Công Xin đã khuyến cáo luôn là một lọ 500 mg, pha tối thiểu 100 ml. Như vậy lọ mà 1000 mg thì ít nhất phải pha tối thiểu 200 ml. Cái này thì lâm sàng á, nếu những bác sĩ mới mà người ta không được đào tạo thì người ta hay quên. Bất cứ thuốc gì người ta cứ pha chai 100 á, các bạn để ý thử. Thì cái lọ vancomycin 1 gram có khi người ta quên, người ta cho vô chai 100 thì cái nồng độ nó sẽ đặc ha. Và khi nó đặc thì đây nó sẽ gây ra cái triệu chứng này. Và khi bị cái triệu chứng này thì thường các bạn biết là bác sĩ sẽ sợ, bác sĩ thấy người bệnh này bị dưỡng cái vancomycin rồi, như vậy là bệnh nhân này không được sử dụng vancomycin nữa. Do dưỡng người ta sợ, người ta tưởng là dùng lần hai sẽ lặp lại, hoặc cái nguyên tắc kê đơn là dưỡng thì không được xài nữa, ví dụ vậy. Thì thường khi mà có dược sĩ, mình là dược sĩ, mình khuyến cáo xài tiếp nhưng với điều kiện là phải pha loãng hơn, chèn chậm hơn, chèn có thể 2 tiếng hoặc 3 tiếng luôn, và pha loãng hơn nữa. Có thể là pha tối thiểu là 200 nhưng mà mình cho 500 luôn, và bệnh nhân sẽ chuyển chậm. Như vậy thì người ta sẽ giảm được cái hội chứng người đó, và người ta cũng sẽ giảm được cái gọi là cái dị ứng do giả dị ứng nha. Và mấy bạn thấy cái tỷ lệ nó lớn, trên 10%, nghĩa là 10 người thì dùng thuốc sẽ có khoảng 1 người sẽ có biểu hiện này. Nhưng mà đừng có thấy là cái biểu hiện này rồi ôi cái này là biểu hiện bình thường, xài tiếp là không được. Khi mà xài tiếp thì cái nguy cơ bệnh nhân là sẽ bị ngứa khắp người, và nó có thể dẫn tới gọi là sốc ha. Bắt buộc là mình phải điều chỉnh, hoặc là điều chỉnh dung môi, hoặc là điều chỉnh tốc độ truyền. Đó là cái quy định ha. Từ 10 cho tới từ khoảng 1% cho tới 10% là những cái phản ứng liên quan khác, cũng ví dụ như là bị liên quan tới thần kinh, có nghĩa là đối với lại cái thuốc này nè, nó tác động trên cái hệ thần kinh và nó sẽ gây ra sốt lạnh run cho bệnh nhân. Nhưng mà thường là trong quá trình dùng thuốc phải từ 3 cho tới 5 ngày trở lên thì nó mới có biểu hiện sốt do thuốc. Thì lúc đó bác sĩ phải đánh giá coi sốt do thuốc hay là sốt do bệnh lý. Nghĩa là bệnh nhân bị nhiễm khuẩn thì chắc chắn họ sẽ sốt rồi, nhưng mà có phải là sốt do bệnh lý không kiểm soát được hay không. Trên huyết học thì nó sẽ làm giảm bạch cầu. Thì cái bạch cầu thông thường của một người á, thì nó sẽ dao động từ 4.000 cho tới 10.000 trên một cái đơn vị máu. Thì khi sử dụng vancomycin mà trên một cái đối tượng nhạy cảm nha, chứ không phải là đa số đâu, bởi vì cái tỷ lệ cũng thấp này, thì có khả năng là bạch cầu nó sẽ giảm. Các bạn biết là một cái bệnh nhân mà bị sốt á, nhiễm khuẩn á, thì bạch cầu thường nó tăng nha. Ví dụ có một cái bệnh nhân tăng 30 mấy ngàn luôn, 32 ngàn, như là quá cao sốt. Khi được sử dụng vancomycin thì họ giảm, đúng không? Có nghĩa là giảm, nghĩa là chứng minh là thuốc đang đáp ứng, tức là đạt giảm mà ngoạn mục quá, bác sĩ cũng khoái luôn ha. Từ 30 mấy ngàn giảm phát còn 10 mấy ngàn, sau đó giảm phát còn 4 ngàn, sau đó giảm còn 1 ngàn, bác sĩ hết mừng. Tại vì dưới 4 ngàn cũng không được, mà trên 10 ngàn thì cũng không sao, dưới 4 ngàn nguy cơ dẫn tới sốc. Bác sĩ cũng sơ kỳ vậy, mình đang kiểm soát cái nhiễm khuẩn rất là tốt mà sao tự nhiên bệnh nhân này dưới 1.000? Không lẽ bệnh nhân này có bệnh gọi là bệnh huyết học à? Thì chỉ cần dược sĩ mà lên coi đánh giá những cái tiền sử rồi nọ ha, coi bệnh nhân có những tiền sử liên quan tới huyết học hay không, và lúc đó ngưng măng cô một cái thì bạch cầu bệnh nhân lại trở lại bình thường. Đó chính là một cái tác dụng phụ do vancomycin ha, trong quá trình sử dụng. Nói chung nó cũng khá là phức tạp. Nói về cái tác dụng phụ mà độc thận thì thật ra vancomycin nó không độc tính như mình nghĩ, nghĩa là cái tỷ lệ mà độc tính thận của vancomycin nó thấp lắm, dưới 1%. Nghĩa là bản thân một mình vancomycin nó gây thận, gây độc thận rất là ít, nó chỉ gây khi mà nó phối hợp cùng với một thuốc khác mà cái thuốc nó cũng độc thận. Thì để chẩn đoán cái độc thận hay là cái suy thận cấp á, thì tương tự tôi nói là mình cũng sẽ đo các creatinine máu nè, rồi mình dựa vô cái tiêu chí của tổn thương thận cấp, mình coi có phải là tổn thương thận cấp do thuốc hay không. Tại vì thông thường thì bản thân vancomycin nó ít khi, nhưng mà trên một nền của một cái bệnh nhân, ví dụ như là bệnh lý nặng ha, diễn tiến sẽ là suy đa cơ quan, ví dụ suy thận, suy gan, thì lúc đó cái suy thận đó có thể là do thuốc nhưng cũng có thể là do bệnh lý, trừ khi nó dùng chung với những thuốc quá độc đi thì lúc đó mình sẽ loại trừ. Nhưng mà thường người ta sẽ ngưng cái thuốc kia hơn là ngưng cái vancomycin. Rồi nó sẽ gây đập tai. Đập tai nghĩa là thính giác đó. Thính giác thì nó sẽ gây độc tính, như là nó sẽ gây giảm tính lực ha. Nó cũng tương tự như aminoglycosid, tuy nhiên nó
độc khi nồng độ nó phải cao lắm. Khi nồng độ đỉnh phải trên 80 thì thông thường mình rất ít khi nào mà mình dùng cái nồng độ đỉnh mà nó cao như thế này được. Rồi. Như vậy thì khi sử dụng vancomycin thì cái tác dụng phụ thường gặp nhất chính là những tác dụng phụ có liên quan tới tốc độ truyền và cái thời gian truyền. Do đó khuyến cáo hiện nay là mình phải truyền một lọ 1 gam trong tối thiểu 200ml dung môi. Dung môi này có thể là natri đẳng trương, natri clorid đẳng trương và đường đẳng trương. Nha, nhớ đẳng trương nha, tại vì bên ngoài hiện nay nó có nhiều hàm lượng đó. Nếu mà mình chọn sai hàm lượng thì sẽ bị sai. Rồi nếu bệnh nhân có những tác dụng phụ này thì mình sẽ giải dưỡng bằng cách pha loãng và truyền chậm. Rồi như vậy khi dùng vancomycin, nghĩa là một kháng sinh, chúng ta sẽ dùng nó là điều trị nhiễm khuẩn. Như vậy để đánh giá được cái hiệu quả, nghĩa là khi mình dùng thuốc, ví dụ như thuốc tăng huyết áp chẳng hạn, để đánh giá hiệu quả thì mình đo huyết áp, thì mình sẽ biết là thuốc đó có đáp ứng hay không thôi. Còn nếu như mà dùng kháng sinh thì chúng ta sẽ đo cái đáp ứng lâm sàng như thế nào. Thì bạn biết là đối với kháng sinh thì cái nguyên tắc là như nãy cô nói, phải làm kháng sinh đồ trước khi quyết định xài kháng sinh. Mà bạn biết cái tỷ lệ này thật ra rất là thấp. Như ở bệnh viện cô và một số bệnh viện khác khi cô kiểm tra đó, thì cái tỷ lệ mà lấy mẫu trước khi xài kháng sinh tầm khoảng 30% thôi. Còn lại là cứ xài phà phà xong rồi mới lấy mẫu. Nghĩa là tôi quên. Thì phải làm cái kháng sinh đồ này để kiểm tra cái độ nhạy. Ví dụ như mình cấy ra một cái con vi khuẩn mà con vi khuẩn đó nó đề kháng với kháng sinh mình đang xài thì không có xài nữa, mình không xài thuốc đó nữa mà mình xài thuốc khác. Hoặc là khi mình cấy ra mà nó không phải con vi khuẩn mình đang cần muốn xài băng cô. Ví dụ như cấy ra thấy là nó là vi khuẩn râm âm thì mình đâu cần xài băng cô mà mình sẽ xài thuốc khác. Và đó là cái nguyên tắc trong cái việc xài kháng sinh mà theo Tổ chức Y tế Thế giới người ta cũng khuyến cáo vậy hết. Do đó các cái bệnh viện mà người ta quản lý tốt về kháng sinh thì người ta cũng có những cái khuyến cáo để cho xài hợp lý nha. Rồi khi mình có kháng sinh đồ thì mình phải kiểm tra cái gọi là nó ra kết quả thì mình sẽ kiểm tra cái độ nhạy cảm, để cô sẽ chuyển qua cái phần kháng sinh đồ để mình nhớ cái đó. Đã, đợi tôi đi xíu thì cô cho mình coi các cái kháng sinh đồ nha. Kháng sinh đồ. Recording in progress. Đây chính là hình của một cái kháng sinh đồ nha bạn. Tôi mở lên cho mình coi. Bạn sẽ thấy nè, đây là một cái dịch cấy ra cái con vi khuẩn thì nó sẽ có luôn cái tên đó. Tên con vi khuẩn này là Klebsiella pneumoniae, đúng không? Đó, thì cái cột này chính là cái cột kháng sinh. Người ta sẽ bỏ lên cái đĩa đó, người ta xem cái vòng kháng khuẩn của nó đó, coi là cái vòng kháng khuẩn, ta đo ra ha, đo nè, cái kết quả này chính là kết quả đo vòng kháng khuẩn. Cái vòng kháng khuẩn mà nó nhỏ nghĩa là cái MIC, cái này là tỷ lệ MIC là microgram trên ml thôi. MIC chính là cái nồng độ tối thiểu ức chế sự phát triển của vi khuẩn á. Cái nồng độ này càng cao nghĩa là con vi khuẩn đề kháng càng nhiều. Mà mấy bạn thấy đây MIC rất là cao nên cái kết quả chính là R là resistant, là kháng nha, kháng. Đây chính là cái thời đại ngày nay. Thời đại ngày nay cái con vi khuẩn ra coi như trên kháng sinh đồ không có cái gì để mà xài thuốc hết. Nó kháng sạch. Nhớ bạn nhìn vô kháng amikacin nhạy mà MIC lên tới 16 thì gần như cũng không còn xài được. Fosfomycin nghĩa là giờ không còn gì để xài trong cái kháng sinh đồ này. Thì cái con này người ta gọi là cái con vi khuẩn đa kháng. Coi cũng có cái hình của cái con MRSA.
ra để mình tìm kiếm ra. Đó, thì đây chính là cái kháng sinh đồn. Bất cứ cái dịch gì, ví dụ bệnh nhân này vô viêm phổi thì mình sẽ cho cái đạm. À, rồi bệnh nhân này vào mà bị nhiễm trùng da mô mềm thì mình sẽ cho cái dịch mũ, ví dụ vậy. Đó, đó là những cái mẫu bệnh phẩm. Và khi cấy ra con gì thì mình sẽ điều trị theo cái kháng sinh đồ của con đó. À, đó là cái nguyên tắc của dùng thuốc của bệnh nhân khi có sử dụng kháng sinh. Rồi, tiếp tục ha. Mình dừng xe này đi. Dừng xe lại cái này. Rồi. Và đó chính là cái kháng sinh đồ ha, ra được cái con vi khuẩn, đúng con vi khuẩn thì mình xài thuốc. Rồi khi bệnh nhân được xài thuốc, có nghĩa là khi mà bệnh nhân đã được cho một cái liệu pháp kháng sinh thì người ta sẽ đánh giá coi là bệnh nhân này sẽ xài đơn trị hay là phối hợp. À, ví dụ như vancomycin như nãy cô nói là đạm dương, thì người ta thấy là đạm dương đã được đánh rồi, nhưng mà bệnh nhân này có nguy cơ nhiễm đạm âm không, có nguy cơ nhiễm kỵ khí không, thì người ta sẽ bổ sung thêm để cho nó gọi là kết hợp thuốc đó, để nó bao phủ được các cái con vi khuẩn khác. Thì có thể có kết hợp giữa vancomycin và nhóm aminoxid là được rồi, hoặc là phối hợp với lại rifampicin. Thật ra rifampicin là một cái thuốc dùng để kháng lao rồi, do đó để dùng để điều trị lao rồi, mà mình để dành. Chứ còn mình ít khi mình lạm dụng, trừ khi con vi khuẩn nó đang xài vancomycin mà nó không đáp ứng nữa thì bắt buộc mình phải phối hợp với lại rifampicin nha. Rồi thì trong quá trình dùng kháng sinh, người ta sẽ đo lường cái bạch cầu và cái nhiệt độ cơ thể, bởi vì hai cái thông số này nó sẽ cho biết được là cái tỷ lệ đáp ứng với lại kháng sinh. Khi nó đáp ứng với kháng sinh thì bệnh nhân đang sốt do nhiễm khuẩn thì sẽ giảm ha, sẽ đỡ sốt chẳng hạn. Bạch cầu nhiễm khuẩn thì nó cao, bạch cầu đang cao khi dùng kháng sinh thì nó sẽ giảm, à, ví dụ vậy. Nhưng mà nhớ, khi xài vancomycin mà bạch cầu giảm ngoạn mục, giảm quá dưới mức bình thường thì coi chừng tác dụng phụ của vancomycin nha. À, đương nhiên hai thông số này cũng sẽ được theo dõi, nhiệt độ cơ thể theo dõi hàng ngày, bạch cầu thì sẽ theo dõi, tại vì bạch cầu mình phải làm công thức máu mà, nên thường tầm khoảng 3 ngày ta mới theo dõi một lần nha. Rồi có những cái cảnh báo về những bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch, nghĩa là như cô nói trường hợp nãy, có những cái bệnh nhân mà yếu thì khi mà người ta bị nhiễm khuẩn người ta cũng không sốt nha. Hoặc là người ta không có tăng bạch cầu, nên cái việc mà đánh giá bạch cầu với lại sốt trên cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch nó rất là khó. À, thì mình phải dựa vô những cái thông số lâm sàng, mình tìm mọi cách để mình có được những cái con số mà nó phản ánh được cái việc dùng thuốc của người bệnh. Rồi do khi mình dùng cái vancomycin thì thường cái khoảng cách nó, cái khoảng cách liều nó hay kéo dài lắm. Ví dụ như một ngày mình xài có 2 lần, nghĩa là mỗi 12 giờ hoặc mỗi 8 giờ. Thông thường nhất là bác sĩ hay xài mỗi 12 giờ. À, nên ở những bệnh nhân mà bị giảm thanh thải, nghĩa là bệnh nhân có chức năng dần thận suy giảm, mình còn kéo dài hơn nữa. Ví dụ như 1 gram mỗi 24 giờ thôi. À, do đó mình sợ là cái nồng độ thuốc sẽ không đủ để diệt khuẩn. À, thì thường người ta phải đo cái nồng độ để mà giúp cho điều chỉnh liều thuốc hợp lý. À, đó chính là cái lý do mà mình cần phải theo dõi nồng độ. Thì các bạn biết là trong cái thông tư của Bộ Y tế quy định về cái việc sử dụng kháng sinh và theo dõi nồng độ trị liệu, người ta có quy định thẳng luôn là bệnh viện phải có thực hiện đo cái nồng độ thuốc trong trị liệu. Do đó bệnh viện người ta cũng sẽ lựa chứ, người ta phải lựa cái thuốc gì mà người ta hay xài nhất. À, và cái thuốc đó nó phải gọi là phải đảm bảo yếu tố hiệu quả và an toàn, nghĩa là nó phải ảnh hưởng trên người bệnh. À, thì người ta mới đo, chứ mấy đo nó đâu có ý nghĩa. Và vancomycin là một trong những nhóm kháng sinh hiện nay nha, được đo hết các cái bệnh viện. Đương nhiên những bệnh viện thành phố thì cũng biết thôi, nhưng mà ở một số các bệnh viện tỉnh lớn, ví dụ như bệnh viện Đa khoa Đồng Nai này, Đa khoa Đồng Nai thôi nha, chứ còn Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cũng chưa rành, hình như có luôn, có đo vancomycin hết. À, những bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh là có đo vancomycin hết. Đó. Nhưng mà như cô nói hồi lúc cái bài đầu đại cương của mình, nghĩa là đo là một chuyện, cái việc biện giải nha, cái con số đo đó mới quan trọng. Và cái việc mà mình theo dõi đáp ứng lâm sàng với điều chỉnh cái liều thuốc cho bệnh nhân nó mới quan trọng. Thì đó mới là cái vai trò của người dược sĩ nha, trong cái việc đo nồng độ thuốc. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái dược động học của vancomycin, là mình đang nói về hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ. Cô mời một cái bạn nào cho cô ý kiến ha, như là mình đọc giúp cô những cái thông tin về
dược động học của vancomycin giúp cô. Mấy bạn đọc thì bạn mới thấm sâu được nha, chứ còn khi cô nói á, thì cái lỗ tai này nó sẽ ra lỗ tai kia đó, rồi các bạn sẽ không có bám được đâu. Cơ bản thôi, hấp thu thuốc này hấp thu tốt qua đường uống hay không, à, rồi phân bố là nó phân bố vào cái mô nào, ví dụ vậy, qua mà hàng rào máu não hay không, à, rồi chuyển hóa qua enzyme gì, rồi thải trừ như thế nào, ví dụ vậy, thì bạn nào có thể cho cô ý kiến. Cô mời bạn Thu Huyền đi. Thưa cô, thuốc này hấp thu đường uống là nó chỉ dưới 10% thôi. Nhưng mà đường uống thì mình chủ yếu là mình điều trị trong trường hợp mà viêm ruột già có liên quan đến kháng sinh như là cái viêm ruột màng giả nãy cô có nói. Chủ yếu là nó hấp thu bằng đường tim và đường truyền. Đường tim thì nó hấp thu thì sinh thể dụng tốt thì khoảng 100%. Về cái phân bố của nó là phân bố tốt đến cái dịch màng phổi từ 15-50%, màng tim, màng bụng, dịch khớp, dịch não tủy. Thì các cái dịch não tủy thì nó từ 20-30%. Nó gắn kết với rotein nó là khoảng 55%, và nó thuốc này nó phụ thuộc vào nồng độ của albumin huyết tương. Về chuyển hóa của nó thì thời gian bán thải ở trên người không béo phì thì có chức năng thận bình thường á, thì là 8 giờ, và khoảng cách liều thời gian bán thải, khoảng cách liều là nếu mà mình dùng dưới 3 giờ thì mình dùng nhiều lần. Vì cái thải trừ của nó thì vancomycin thì thải trừ hầu hết là qua nước tiểu. Dạ, rồi chủ yếu là như vậy. Bao nhiêu đó? Rồi, cũng cảm ơn Thu Huyền ha, cũng cơ bản về một số các cái thông tin cần thiết của vancomycin. Rồi, có bạn nào bổ sung không? À, giờ cô hỏi thêm là vancomycin trên thị trường của mình có dạng đường tiêm và đường uống luôn không? Hay là mình chỉ có một loại thôi? Hiện tại em thấy trên thị trường đường uống không cô? À, lộn, đường tiêm. Đường tiêm. À, nhưng mà dạng nó là dạng gì bạn biết không? Dạng bột hay là dạng dung dịch? Dạng bột. Dạng bột. Vancomycin là một cái thuốc mà nó khá là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là trên thị trường hiện nay nó không hề có biệt dược, có nghĩa là brand name nó không còn nữa, mà hình như là người ta đã chuyển giao công nghệ để sản xuất generic hết rồi. Nghe toàn bộ cái vancomycin trên thị trường hiện nay là hàng generic hết, chứ mình không tìm ra được cái hàng biệt dược. Thì thông thường ở bệnh viện cô khi mà sử dụng thuốc á, thì lúc nào cũng sẽ có hai lựa chọn. Một sẽ là hàng brand hoặc là hàng chất lượng á, gọi là chất lượng cao, thì đương nhiên giá nó cũng sẽ cao. Hai sẽ là một cái hàng generic. Generic là thường sẽ hàng Việt Nam ha, mình cũng hạn chế Ấn Độ, Trung Quốc lắm đó, thì để mà có cái việc gọi là sử dụng. Nhưng mà bạn biết là đương nhiên nó cũng khác lắm. Nếu mà mình áp dụng cái phương pháp mà đo nồng độ thuốc trong trị liệu thì nó sẽ là cái bằng chứng để mà mình chỉnh liều cho nó phù hợp nhất. Tại vì mấy bạn biết là đối với lại một cái vancomycin mà hàng châu Âu á, thì thường cô xài, cô tính liều rồi thì khi cô sợ đo ra là nó y chang như những gì mình dự đoán. Nhưng mà đối với hàng Việt Nam hoặc là hàng generic khác á, thì gần như nó không ra như mình mong muốn. Ví dụ như là cái nồng độ đấy mình mong muốn là 12 hay 15 thì nó tàn ra có 8, 7 à. Rồi sau đó mình tăng liều cũng chết cũng không được luôn. Sau khi cô tăng không được cô nói thôi, tốt nhất chuyển qua cho cô cái hàng châu Âu cho rồi. Nghĩa là tùy trường hợp ca. Nếu một cái ca nào mà thấy nó không đáp ứng thì thôi cũng chuyển qua hàng xịn luôn. Còn nếu mà sai đáp ứng vẫn đo được thì ok. Nên mình cũng phải lưu ý là cái đo nồng độ nó cũng là một cái bằng chứng để mà giúp cho mình có thể chọn cái thuốc nó phù hợp hơn. Rồi cô cảm ơn bạn Thu Huyền ha, những cái thông tin cơ bản về cái dược động ha, hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của băng cô. Cái quan trọng ở đây đó chính là những cái thông tin
mà các bạn phải hiểu ha về vancomycin thì mình mới lựa chọn thuốc cho nó hợp lý hơn. Thì khi nói tới dược động, chúng ta đang nói về sinh khả dụng nè, coi sinh khả dụng nó cao hay nó thấp. Như cái bài của mình đã học rồi, một cái thuốc mà nó có sinh khả dụng tầm từ 70 cho tới 90% sinh khả dụng thì đang nói đường uống, thì mình đã có thể thay giữa cái đường tiêm bằng đường uống cho người bệnh rồi. Nghĩa là mình không phải lạm dụng, đường tiêm chỉ dùng cho những trường hợp cấp tính thôi. Còn khi bệnh nhân ăn uống được thì mình sẽ chuyển qua đường uống. Cô ví dụ như levofloxacin, khi vô bệnh viện thì truyền một hai ngày thôi, khi mà bệnh nhân ăn uống được thì sẽ chuyển từ đường tiêm sang đường uống để tránh những cái tai biến do tiêm truyền. Rồi cái thứ hai, cái thông số thứ hai chính là cái thông số về thể tích phân bố. Đó, thì thể tích phân bố như cô nói, thông thường nó sẽ là một thể tích phân bố biểu kiến nha. Mỗi một thuốc sẽ có một thể tích phân bố dựa qua cái nghiên cứu của cái thuốc đó. Tuy nhiên có một số trường hợp bệnh nhân sẽ thay đổi về thể tích phân bố, ví dụ như bệnh nhân đó là bệnh nhân suy kiệt, nghĩa là ốm, chỉ có da bọc xương không có mỡ thì VD thay đổi. Béo phì là nhiều mỡ quá, quá nhiều mỡ thì nó cũng thay đổi về thể tích phân bố. Cái thứ ba là bệnh nhân bị phù, xơ gan cũng sẽ làm thay đổi thể tích phân bố. Thì những trường hợp đó mình phải tính toán lại cái thể tích phân bố. Còn không thì chúng ta thường là coi như thể tích phân bố là cố định. Ví dụ như mình học có hai thuốc thôi, vancomycin và aminoglycosid, amikacin, thì mình phải nhớ vancomycin thể tích phân bố khoảng 0.7 nha. Còn amikacin thì mốt mình học thì sẽ biết là 0.26 và mình nhớ luôn con số đó ha. Rồi cái độ thanh thải thì thông thường nó sẽ có ba độ thanh thải. Thứ nhất là độ thanh thải thận nè, độ thanh thải gan nè, và độ thanh thải của thuốc, bản thân của cái thuốc đó tự nó sẽ tự, nó tự chuyển hóa hay và nó tự mất, người ta gọi là độ thanh thải của thuốc. Thì chữ vanco nó có độ thanh thải này thôi. Thì khi mà muốn đoán độ thanh thải thì mình phải lấy cái độ thanh thải của người bệnh là độ thanh lọc qua cầu thận, và cái bản thân của thuốc đó nó tự hủy trong khoảng thời gian ha. Rồi một thông số nữa là T1/2. T1/2 chính là cái thời gian, gọi là cái thời gian bán hủy ha, là 50% thuốc sẽ còn lại trong cơ thể và cũng như là 50% thuốc được thải trừ nha. Rồi đối với lại một cái thuốc thì nó còn có thêm cái thông số là hằng số thải trừ KE nha. Thì đối với lại vancomycin nó có một cái hằng số thải trừ có công thức, thì tí xíu nữa mình cũng học luôn. Rồi đó là nói về những cái thông số dược động mà mình đã được học, mà đã được biết. Bây giờ nói tới những cái nồng độ ha. Bây giờ đối với lại cái việc đo nồng độ thuốc thì mình sẽ có những cái khái niệm về nồng độ. Ví dụ như nồng độ đỉnh, bữa mình học rồi, nồng độ đỉnh chính, nồng độ đỉnh đây là Cbic nha, Cbic. Nồng độ đỉnh là nồng độ mà cao nhất nha của thuốc, mà theo những cái nghiên cứu thuốc đó người ta biết được là nồng độ đỉnh đạt được sau 1 tiếng chẳng hạn đối với vancomycin thì đó gọi là nồng độ đỉnh. Nồng độ đáy là cái nồng độ thấp nhất của thuốc, mà thông thường mình quy ước là nó sẽ thấp nhất khi mà mình sẽ sử dụng một cái liều kế tiếp. Thì cái nồng độ đó là nồng độ thấp nhất. Nó có một cái nồng độ ngẫu nhiên nữa, nghĩa là nó không phải đỉnh, nó cũng không phải đáy, mà nó nằm chính giữa nha. Ví dụ như sau 1 tiếng thì thuốc đạt nồng độ đỉnh, nhưng mà sau 4 tiếng thì đương nhiên cái đỉnh nó đã lài lài ra rồi, tại sau 1 tiếng mình chưa kịp lấy máu mà thì mình lấy lúc 3 tiếng thì nó không gọi là đỉnh, mà nó gọi là nồng độ random, nghĩa là nồng độ ngẫu nhiên. Rồi và mọi cái nồng độ này nó phải được lấy khi thuốc đạt nồng độ ổn định. Giống như cô nói bữa đó, tức là một cái thuốc khi mà 4 lần T1/2 nó mới đạt được nồng độ ổn định. Nhưng mà nếu mà ở liều 1, liều 2, liều 3 thì nó còn phải phân bố vào các mô, rồi thải trừ cân bằng giữa các mô, nó sẽ làm nồng độ mình thay đổi. Những cái thời điểm đó mình đo nó sẽ không chính xác cho cái nồng độ để mà mình tính liều. Nó bắt buộc mình phải chờ đạt nồng độ ổn định thì mình mới tiến hành đo nồng độ đỉnh và đo nồng độ đáy nha. Thì đó là những cái lưu ý khi mà mình bất cứ một cái thuốc nào mà mình muốn đo nồng độ thì mình phải đọc kỹ những cái thông số dược động của nó. Thì nói về vancomycin thì giống như bạn Huyền nãy cũng có trình bày đó, thuốc này nó hấp thu rất là kém qua đường uống và gần như nó không tồn tại được nha, có nghĩa là rất dễ bị hủy bởi dạ dày. Do đó hiện nay trên thị trường nó không có dạng uống, nó chỉ có dạng truyền thôi, dạng bột pha tiêm để mình tiêm truyền. Và đường uống này nó chỉ trị một cái chỉ định duy nhất thôi, là nó trị viêm ruột kết màng giả mà do C. diff, nghĩa là Clostridium difficile. Còn lại là người ta không dùng vancomycin đường uống. Nó có một cái trường hợp đó là người ta sẽ, mấy bạn cũng biết là những cái bệnh nhân mà người ta bị
ví dụ như bị gãy xương, gãy khớp nè, ví dụ như khớp khớp háng đi, thường cái khớp háng nó dễ bị gãy hơn. Và khi mà một bệnh nhân bị gãy thì đương nhiên người ta phải dán, người ta dán cái khớp, thì nó có một cái gọi là cái xi măng sinh học. Thì cách đây chắc cũng khoảng chục năm, lúc đó nó không có phát triển như bây giờ đâu. Bây giờ xi măng sinh học nó rất là nhiều loại. Bác sĩ mà bên chấn thương chỉnh hình á, người ta thường biết cái này nhiều hơn. Người ta sẽ dùng cái xi măng sinh học để người ta nối khớp lại đó, nối những cái khớp. Thì chủ yếu là khớp háng, khớp hông là nhiều, bị mẻ rồi đó. Thì lúc đó thì cái xi măng mà hiện tại bác sĩ nó không có kháng sinh nữa trọng. Do đó bác sĩ, tại vì trong những trường hợp viêm khớp thì nó cũng là một trong những cái con tụ cầu vàng, cũng là một trong những cái nguyên nhân á, nó có thể gọi là gây ra viêm khớp. Do đó thường thì bác sĩ phải điều trị bằng kháng sinh, băng cô. Nhưng mà bạn biết là băng cô thì nó không vào nổi tới khớp mà của bệnh nhân đâu. Do đó bác sĩ mới bàn, có nghĩa là bây giờ mình sẽ trộn bột băng cô với lại cái xi măng nhân tạo để mà nối cái khớp lại. Thế là các bạn biết là cái thời đó thì đương nhiên nó không có nhiều cái thông tin như bây giờ đâu. Mình phải tìm tài liệu dữ lắm, phải đọc quá trời tài liệu để đọc có đúng không. Tại vì một cái tỷ lệ tiêm vô người nó khác với tỷ lệ mình trộn bột mà. Nó sẽ rất là lớn, nó tính bằng bao nhiêu gam, 10 gam, 12 gam được. Trong khi bệnh nhân một ngày xài có 2 gam thôi. Đúng rồi, 2 gam, mà bây giờ mình phải xài tới 12 gam để mình trộn vô cái bột khớp, cái bột xi măng. Thế là cô cũng phải cùng với bác sĩ tìm tài liệu nha, để mà trộn cái bột con công xin nè, khui cái lọ ra nè, chọn cái bột vô cái xi măng nhân tạo để nối khớp cho bệnh nhân. Và bắt buộc cô cũng phải dặn, tại vì khi trộn vô bột, vô cái xi măng sinh học đó, thì nó cũng sẽ gọi là khuếch tán mà, băng cô này nó tan trong nước, nó cũng sẽ khuếch tán một phần ra dịch và nó sẽ vào máu, nguy cơ nó cũng sẽ gây độc tính. Do đó bắt buộc mình phải đo nồng độ, phải đo nồng độ thuốc thì mới đảm bảo được cái an toàn của bệnh nhân. Và cái trường hợp đó có đo nồng độ luôn ha, và có xài trộn bột luôn, ngoài trộn vancomycin còn trộn thêm cả xanthamycin vô nữa, để hai cái thuốc này nó phối hợp nhau nó mới trị được cái viêm khớp ha. Và cái khớp đó nó mới thành công, cái phẫu thuật nó mới thành công, chứ mấy nó bị hoại tử rồi bị nguy hiểm đó. Thì đó là một cái trường hợp mà có liên quan tới xài băng cô, mà cô thấy là gần như nó ngoài chỉ định đó. Còn cái chỉ định mà trị viêm ruột kết màng giả đường uống thì thỉnh thoảng cũng có nha, bởi vì mình rất ít khi nào mình cấy ra được cái con này. Lý do cô nói là nó là một con vi khuẩn kỵ khí, thì cái kỹ thuật cấy nó phức tạp hơn những con vi khuẩn thông thường, nó phải ủ rồi rất là kỹ. Thì hiện nay bệnh viện cũng có rồi, cũng có được cái hóa chất để tìm con vi khuẩn kỵ khí, nhưng mà lúc trước cô không có. Thế nên khi một cái bệnh nhân mà bị tiêu chảy nha, mà nghi ngờ là tiêu chảy do sử dụng kháng sinh mà tại bệnh viện á, thì mình phải theo dõi phân của bệnh nhân nữa. Mọi bạn biết là đã nhiễm con C. diff này thì nó cũng dễ lây lan lắm, nên mình cũng khó tiếp cận lắm. Thế là sẽ cùng với bác sĩ coi có phải là bệnh nhân này tiêu chảy do thuốc hay không. Nếu xác định là tiêu chảy do kháng sinh thì lúc đó sẽ bàn với bác sĩ trong cái việc dùng vancomycin uống. Nhưng khổ nổi ở Việt Nam mình đâu có dạng uống đâu. Nên Việt Nam mình không hề có dạng uống. Thế là bác sĩ cũng bày trò ra, bác sĩ kêu bây giờ mình sẽ lấy bột này mình uống đi. Vì bây giờ giữa cái loại bột là truyền tĩnh mạch thì nó có hàm lượng, nó có liều. Bây giờ uống thì như thế nào? Thứ nhất là nó cũng sẽ bị hủy bởi dạ dày. Cái thứ hai nữa là liều ra làm sao. Thế là cũng ngồi đắn đo tìm mọi cách nha, để coi có vi phạm cái y đức hay gì hay không. Thì bạn biết là Tổ chức Y tế Thế giới á, nó cũng có một cái bài viết về cái vancomycin đường uống. Nó cũng nói luôn là ở những cái nước châu Á, Đông Nam Á thì không có sẵn cái dạng đường uống, nên vẫn có thể lấy cái dạng tiêm, dạng bột pha tiêm để mà pha nước cho bệnh nhân uống. Và đương nhiên nó cũng phải quy định là bao nhiêu gam pha với lại bao nhiêu dung môi nước để cho bệnh nhân uống. Thì lúc đó sau khi có tài liệu đó, cái cô cũng khuyến cáo cho bác sĩ luôn, thế là bác sĩ cũng dùng được cho cái dạng đường uống. Thì cũng hiếm lắm, một năm chắc tầm khoảng 1-2 ca thôi là khẳng định do C. diff thôi, còn lại mình ít khi nào mình khẳng định lắm. Thật ra chỉ cần ngưng kháng sinh thì bệnh nhân cũng đã hết tiêu chảy, chỉ trừ cái trường hợp mà tiêu chảy kéo dài hoặc nguy hiểm đó, thì lúc đó mình mới quyết định dùng vancomycin, do đó khả năng nó cũng ít. Có nghĩa là mấy bạn thấy là cái việc mà sử dụng thuốc ở Việt Nam mình nó cũng mệt lắm, tại vì không có đủ cái phương tiện ha, không có đủ cái công cụ để mình xài. Nhưng mà thôi, mình đừng có học nhiều, mình chỉ nhớ khi nói tới vancomycin là dùng đường truyền, nhưng mà đừng có khuyến cáo lung tung, mà mấy ông bác sĩ ông nghe chữ được chữ mất rồi ông xài tầm bậy ha, thì rất là nguy hiểm cho người bệnh. Thuốc này mình không có dùng tiêm bắp, cũng như không tiêm tĩnh mạch nha, nghĩa là không dùng thuốc để tiêm tĩnh mạch, thì nó sẽ gây viêm mạch, viêm tắc mạch. Tiêm bắp thì nó sẽ gây kích ứng bắp, vậy nó rất là nguy hiểm.
nhưng nó có một cái đường truyền mà cái này bác sĩ cũng rất là dè dặt, đó chính là tim tủy sống trong cái nhiễm trùng thần kinh trung ương. Tại vì về 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 phân bố đây, nói về cái phân bố thì mấy bạn sẽ thấy nó phân bố khá là nhiều nơi. Vancomycin này nó vào nhiều màng lắm, thì nó đi được tới đâu thì nó sẽ điều trị được nhiễm khuẩn nơi đó. Ví dụ như nó phân bố được màng phổi, màng ngoài tim, màng bụng, dịch khớp nè, để điều trị viêm khớp, dịch não tụy, nhưng mà qua màng não rất kém. Nó chỉ có khoảng 20-30% nó qua màng não thôi. Do đó có những cái bệnh nhân mà bị viêm màng não á bạn, mà mình dùng cái liều thông thường là không đủ, thuốc không đủ sẽ không có hiệu quả. Thế là cô cũng khuyến cáo bác sĩ là tiêm vào cái não thấp ha, hoặc là tiêm tủy sống. Nhưng mà bác sĩ rất sợ, bác sĩ rất là sợ cái đường này, nên thường là cũng sẽ gì, thôi tăng liều đi để truyền tĩnh mạch qua đường máu đi, chứ còn tiêm vô tủy sống thì bác sĩ cũng rất là lo ha, cái kỹ thuật rất khó. Thì đây chính là cái thể tích, đây chính là cái công thức về cái thể tích phân bố và cái liều như bữa cô nói mình rồi đó. Là mình phải có thể tích phân bố thì thông thường nó sẽ cố định nha. Thể tích phân bố của vancomycin thì nó dao động từ 0.5 tới 1.2, nhưng thông thường á, là mình sẽ chọn cái con số là 0.7 nha. Đa số là mình sẽ chọn 0.7, nó công dao động rồi. Bạn sẽ hỏi là tại sao mình dùng như đây mà mình không dùng như kia mà lắp nè, mình cứ lấy là 0.7 lít trên ký, trừ khi cái người đó quá ốm hoặc là quá mập thì nó sẽ thay đổi nha. Là người ta gọi là cái thể tích phân bố ước lượng nè, estimate là ước lượng của dân số là 0.7. Rồi vậy nhớ công thức này nha. Cái tỷ lệ gắn kết với protein nó thấp nên cũng đỡ nha. Cái thuốc gì mà nó đã phức tạp về một vấn đề thì dược động nó đỡ, nó đơn giản. May quá nó gắn kết ít với protein thì nó sẽ đỡ gây tương tác nha, và nó giảm được một cái ảnh hưởng tới nồng độ nha. Về chuyển hóa tương tự, thuốc này chuyển hóa nó không quá phức tạp luôn, nó không quá phức tạp qua gan, chứ nó mà chuyển hóa qua gan phức tạp, gắn kết nhiều với protein, dễ thay đổi nồng độ tự do thì có mà chết, thì thuốc đó nó khỏi xài. À, thuốc này nó chỉ một cái là đã mệt rồi, đó chính là cái suy thận thôi, là đã đuối rồi. Trên bệnh nhân suy thận phải chỉnh liều thuốc là mệt rồi. À, do đó cái chuyển hóa qua gan nó không quan trọng. Do đó thuốc này nó không có những cái tương tác mà liên quan tới gan nha, không có tương tác thuốc mà liên quan tới dục động. À, thì cái thời gian bán thải bình thường đó, trên một người bình thường không béo phì của Văn Cô là tầm khoảng 8 giờ. À, tuy nhiên thì thông thường nó sẽ dao động khoảng 8 cho tới 12 giờ. Nên cái liều mà thường dùng là 2 lần mỗi ngày, nghĩa là T1/2, mà nó càng dài như cô nói, nó càng dài nghĩa là nó trên 4 tiếng cho tới 10 tiếng thì mình có thể dùng 2 lần một ngày thôi. À, còn nếu mà nó dài hơn nữa thì bắt buộc mình xài 1 lần một ngày thôi nha. So với lại nhóm aminoglycosid thì vancomycin nó có kích thước cũng khá là to đó, về phân phối, về cái khả năng phân phối. À, và do đó nó cũng được lọc qua cầu thận luôn. À, kích thước to nó được lọc khi trong cái màng lọc nha. À, đang nói tới cái vụ đây, đang nói tới cái vụ mà nó phân bố được trong cái dịch màng bụng nữa ha. Do đó nó được sử dụng trong các trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm trùng ổ bụng hoặc những cái bệnh nhân mà lọc máu đó, nó sẽ được pha vô dịch lọc luôn. À, nhưng mà hiện nay thì chủ yếu dịch lọc là pha aminoglycosid thôi, chứ ít khi nào mà pha Vanco, tại vì sợ pha bậy bạ thì nó sẽ bị đề kháng, hay những công việc cũng đề kháng nên thôi đừng có học cái lạ đó. Như vậy thì chuyển hóa không có phức tạp, nhưng cái thải trừ của vancomycin thì nó quan trọng ở chỗ là nó sẽ gần như 90% nó sẽ thải trừ qua thận hết. Và nếu như một bệnh nhân có chức năng thận thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng tới tốc độ thải trừ của vancomycin. Ở đây T1/2 thông thường của nó là khoảng từ 7 cộng 1.5 giờ, nó dao động từ 8 cho tới 12 giờ. Nhưng chỉ cần chức năng thận của bệnh nhân giảm thôi, 10 tới 60 thì cái T1/2 nó gần như nó kéo dài trên 32 tiếng. Do đó những cái nhóm bệnh nhân này bạn sẽ thấy nè, T1/2 mà 32 tiếng nghĩa là mỗi 36 hoặc mỗi 48 giờ mình mới xài. Còn bệnh nhân trên 65 tuổi nghĩa là người cao tuổi thì gần như là cái T1/2 nó đã kéo dài hơn rồi, nghĩa là 12 tiếng. Do đó mình phải xài tối đa 2 lần mỗi ngày, chứ không lên được tới 3 lần mỗi ngày đâu. Rồi, nhắc lại nữa ha, các cái công thức mà liên quan tới bài tập của mình đó chính là cốc rốc rau là phải học thuộc, bệnh nhân béo phì khi nào, rồi công thức Saracocoran là dành cho chức năng thận, dành cho người béo phì thì không cần thuộc cái này đâu ha, mình có thể gõ trên mạng cũng được.
Rồi cân nặng lý tưởng, cân nặng hiệu chỉnh nha. Rồi các bạn nhớ cái này cho cô. Nhớ cái công thức này là đang tính theo in. Chiều cao bạn tính theo in đó. À. Rồi, cái độ thanh thải của vancomycin thì người ta nói là vancomycin này gần như nó tuyến tính. Đây là một cái thuốc mà có cái liều và cái nồng độ nó tuyến tính. Nghĩa là khi mình càng tăng liều thì nồng độ của thuốc sẽ càng gia tăng. Để chi vậy? Để khi mà mình tính toán liều, ví dụ nó theo cái quy tắc tam xúc. Ví dụ như một bệnh nhân đang sử dụng 1 gram vancomycin mỗi 12 giờ. Thì mình đo nồng độ ra được, nồng độ của bệnh nhân, nồng độ trong máu thì ra được 8 mg trên ml. Như vậy câu hỏi đặt ra là bác sĩ đang cần một cái nồng độ đích, nồng độ đáy yêu cầu là 12, thì mình sẽ tăng liều như thế nào? Đó, thì cái này mấy bạn tính được không? Bởi vì mình biết là nó cứ tuyến tính thôi. Chỗ này, đây mấy bạn đang xài 1 gram mỗi 12 giờ nằm đây, thì đo nồng độ ra được 8. Như vậy bây giờ tôi đang muốn nồng độ ra 12, thì cái liều tôi như thế nào? Là mấy bạn sẽ dùng quy tắc tam xúc, đúng không? Tức là 2 gram thì ra được 8, thì mấy gram ra 12? 3 gram sẽ ra 12, đúng không? Thì lúc đó mình sẽ cho tăng liều lên thành 1,5 gram. Đó chính là cái quy tắc tam xúc nha. Do vancomycin là một cái thuốc mà nó có tuyến tính nha. Cái nồng độ tuyến tính theo liều lượng. À, thì mình có thể làm kiểu đó. Đây chính là cái công thức mà nó tính cái độ thanh thải của thuốc. Vancomycin nó có cái khả năng tự thanh thải nữa. Do đó người ta sẽ có một cái công thức để tính độ thanh thải của vancomycin. Thì công thức này đây cô có nhớ, có nhớ dễ không? 0,695 nhân cho clearance creatinine là cái chức năng thận của người bệnh nè, chia cho kg. Ví dụ như bệnh nhân này là 80 ml trên phút, đây là tới đây, nhưng mà bạn phải chia chục ký nữa. Ví dụ người đó 80 ký, như vậy thì là 1 đúng không, ml trên phút trên ký, nhân với 0,695 rồi cộng cho 0,05, các bạn sẽ ra được clearance của vanco. Tí xíu nữa có công thức cần cái này. Rồi tiếp theo nói về cái nồng độ ổn định, thì nhớ là nồng độ ổn định của bất kỳ thuốc nào nó cũng là 4 cho tới 5 lần T1/2 nha. Riêng ở trẻ em hoặc là người cao tuổi thì nó sẽ hơi khác tí xíu thôi nha. À, thì T1/2 nó sẽ phụ thuộc vô độ tuổi. Ví dụ trẻ em T1/2 của vancomycin bạn sẽ thấy thấp nè, nó cầm khoảng 7 thôi. Trẻ này là trẻ từ 2 cho tới 11 tuổi là cái độ tuổi mà nó đang gia tăng thanh thải. Vậy đó T1/2 của này rất là ngắn, vậy đó bắt buộc mình phải xài liều lặp lại nhiều lần. Ví dụ như ngày nó có thể xài mỗi 8 tiếng, mỗi 6 tiếng là nó xài một liều. Nhưng người bình thường đây, người bình thường thì mỗi 8 tiếng mới xài. Còn người có chức năng thận suy giảm thì mỗi 36 tiếng. Còn người già thì mỗi 12 tiếng. Người mà đang thay thế thận thì tới 200 tiếng là mấy ngày mới xài một liều. Đó, nghĩa là nó sẽ thay đổi theo từng cái nhóm tuổi nha. Và chức năng thận. Rồi, như vậy hồi nãy là mình đang có một cái công thức để tính clearance vanco nha, có nghĩa là cái độ thanh thải của vanco, thì đây chính là công thức mình có thể áp dụng được để tính KE. Đỏ lên đi để mình biết công thức mình đang xài. Thì bắt buộc mấy bạn phải có được cái clearance vanco, mấy bạn chia cho thể tích phân bố thì mấy bạn sẽ ra được KE. Tính được KE thì mình mới tính được T1/2. Như vậy cái T1/2 ở chỗ này là cái T1/2 mà người ta nghiên cứu, người ta cho ra những cái T1/2 chung. Nhưng mà trên một cái bài tập nào đó đâu có, mình đâu có thể đưa những cái này vô được, mà mình phải tự tính T1/2 cho bệnh nhân nha. Thì mình mới biết là cái khoảng cách liều, tính T1/2 để tính cái khoảng cách liều á, thì bắt buộc các bạn phải tính KE. Muốn tính KE phải tính clearance của vanco, thì sao? Muốn tính được clearance vanco thì phải tính được gì? Clearance của bệnh nhân, độ thanh lọc cầu thận của bệnh nhân chia cho kg thì sẽ ra được cái đường này. À, chia cho kg rồi nhân như đây thì sẽ ra được cái độ thanh thải của vanco, ráp vô công thức để tính được KE nha. Tí xíu là mình làm rồi, còn gì nữa không? Công thức này thôi, tí xíu là mình làm bài tập đó, thì mình sẽ coi công thức này nha. Tại công thức này nó có liên quan giữa T1/2 nè, thể tích phân bố nè,
pleuron nè, hoặc là KE nè, đó. Có KE thì mới tính được T1/2. Rồi, nói về tương tác thuốc thì đây là một trong những cái thuốc đỡ về phần tương tác. Nghĩa là nó không có những cái tương tác dược động. Tương tác thuốc chủ yếu của nó là tương tác dược lực. Nghĩa là nó sẽ gia tăng hiệu quả hay gia tăng độc tính khi nó dùng chung với những cái thuốc mà tương tự. Có ví dụ như bình thường văn cô hay được kết hợp với lại aminoxid. À, thì bản thân thằng aminoxid là độc thận. Phối hợp chung với văn cô thì đương nhiên cái khả năng độc thận sẽ gia tăng. Một cộng văn cô là 1, aminoxid là 10. 1 cộng 10 không phải là 11 mà nó có thể 100. Ví dụ vậy. À, có nghĩa là nó gia tăng cái độc tính mình khó kiểm soát. Hoặc là nó sẽ gia tăng hiệu quả của các cái thuốc chống đông khi dùng chung với vancomycin. Do đó khi dùng chung vancomycin với những thuốc này mình phải theo dõi cái thời gian đông máu để coi bệnh nhân có bị thay đổi hay không. Rồi nó sẽ gây độc tai khi mà được phối hợp chung với lại furosemide mà chỉ có dạng đường tiêm thôi. Các bạn có biết là hồi bữa cũng có một cái ca của một cái bệnh viện khác nha, bệnh viện khác gọi cho cô hỏi cô coi có bao giờ cô đã gặp cái trường hợp bệnh nhân bị độc tính trên tay mà do sử dụng vancomycin hay không, thì cô mới nói là thường rất là hiếm. Bởi vì nếu như độc tính tay á, thì cô phải đo cái nồng độ đỉnh, và cái nồng độ đỉnh thường phải rất là cao thì nó mới độc tính tay ha. Do đó mà cô nghĩ trường hợp này không phải do vancomycin, và cô nhắc cái bạn dược lâm sàng ở bệnh viện đó là mình sẽ coi lại một lần tất cả các thuốc bệnh nhân đang xài đi, để mình loại trừ, mình đừng nhìn vô là vancomycin gây độc tính tay đâu, mà đọc cho cô những thuốc bệnh nhân đang xài, coi bệnh nhân có đang xài furosemide hay không. Nếu như mà bệnh nhân có xài furosemide thì hãy quay lại nói chuyện với cô ha. Nói xong cái là dược sĩ lâm sàng đó cũng coi lại thì coi lại cái hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đó đang nằm ở khoa ICU, là cái khoa nặng nhất của bệnh viện á, đang được điều trị bằng vancomycin. Thế là ông gọi điện đại nói cô là có bệnh nhân này đang bị phù và được dùng furosemide, nhưng mà bệnh nhân này đang bị lãng tai nữa, mà trước đó hỏi gia đình thì không có cái tiền sử đó. Thế con nói rồi, giờ cái độc tai này thật ra là độc tai do furosemide. Dặn điều dưỡng là phải tiêm chậm furosemide, mà dạng tiêm thì thường người ta sẽ tiêm vô tĩnh mạch luôn. Và bạn biết là furosemide thì tầm khoảng 20 lít, tiêm nhanh lắm, khi điều dưỡng tiêm chắc tầm khoảng 3 giây thôi thì không được. Đối với lại furosemide phải tiêm chậm khoảng 3 phút luôn kìa. Cái là phải tiêm rất chậm thì mới hạn chế được cái độc tính tai. Do đó cái ca đó thì chỉ cần ngừng cái furosemide là cái tai của bệnh nhân lại phục hồi. À, đó cũng chính là một cái tác dụng phụ ha, mà đừng đổ thừa cho vancomycin. À, bởi vì khi nó được dùng chung với furosemide thì cái nguy cơ là do furosemide nhiều hơn. Rồi, đây là cái bảng mà nó sẽ tóm tắt những cái dược động mà liên quan tới vancomycin. Cái dòng đầu tiên thì thông thường nó chính là cái người bình thường nha. Người bình thường liều bao nhiêu. Rồi, dòng này chính là dòng người bình thường. Người lớn, chức năng thận bình thường. Thì T1/2 nó khoảng 8 giờ. Thì bạn cứ nhớ cái T1/2 8 giờ thì thường ta sẽ dùng mỗi 8 giờ hoặc mỗi 12 giờ. Có nghĩa là mình cứ tính ra mỗi cái T. T được bao nhiêu thì cái thời gian xài của mình nó sẽ gần như vậy. Nó sẽ dao động cái con số này. Thì thể tích phân bố gần như cố định nha. Như nãy cô nói mình chọn thể tích phân bố là 0,7 hết. 0,7 lít trên ký nha. Nhớ bệnh nhân bao nhiêu ký thì bệnh nhân lên. Rồi như vậy cái liều vancomycin thì thông thường bệnh nhân sẽ được dùng 30mg trên kg trên ngày. Bệnh nhân này 50kg thì mình nhân lên. Bệnh nhân này 60kg thì nhân lên. Và sau đó mình sẽ chia. Thì nếu mà người bình thường thì mình sẽ chia từ 2 tới 3 lần mỗi ngày nha. Nhưng mà người cao tuổi nè là chắc chắn bạn chỉ dùng tối đa 2 lần thôi, mình không được dùng nhiều lần hơn. Nhớ nha. Vậy thì cái liều của vancomycin là 30mg trên kg trên ngày. Đó là cái liều chắc chắn phải nhớ. Rồi, nếu như mà người lớn này chính là người cao tuổi, chứ đừng có tưởng là người lớn này là người lớn chính là người già đó. Nếu như là người cao tuổi thì thường sẽ kèm theo chức năng thận suy giảm nha, thì cái T1/2 của vancomycin nó sẽ bị kéo dài. À, do đó chúng ta phải kéo dài cái thời gian sử dụng thuốc mỗi 2 lần hoặc mỗi 1 lần thôi. Trên đối tượng bị phỏng, cái người bị phỏng thì thông thường họ sẽ bị phỏng tùy mức độ, ví dụ như là phỏng độ 1, độ 2 hay độ 3 đó, thì
thì cái người bị phỏng là cái người mà gia tăng những cái chuyển hóa chất, chuyển hóa chất để mà nó làm gọi là nó bù lại cái dịch đã mất đó, dịch phỏng, phỏng và nó sẽ lộ cái lớp da ra và nó mất dịch. Thì do đó cái người bị phỏng cái tê mùng hai rất là ngắn, chỉ tầm khoảng 4 tiếng thôi. Do đó tê mùng hai mà 4 tiếng thì thường mình sẽ xài mỗi 4 giờ hoặc mỗi 6 giờ luôn nha. Nói chung là cứ xem cái liều bên con số 4 nè. Như vậy thì mấy bạn phải tính một cái liều tổng. Ví dụ như người bị phỏng này 50 kg chẳng hạn, thì 50 các bạn nhân cho 30 thì một ngày ta cũng xài 1.500. Nhưng mà không thường không xài 23 lần mà chúng ta có thể xài 4 tới 5 lần, 6 lần. 4 tới 6 lần nha. Đó là do cái thời gian bán tải ngắn nè, nên bắt buộc cái khoảng cách liều họ phải lặp lại nhiều lần hơn mới duy trì được cái nồng độ điều trị. À, nhớ nha. Rồi trên bệnh nhân tiểu đường cũng vậy. Đối với những người tiểu đường là những cái người mà gần như là đào thải mà, đào thải nhiều, đi tiểu nhiều á, thì thuốc sẽ bị đào thải hết sao? Do đó tê 1/2 của thuốc cũng rất là ngắn. Và trên những người tiểu đường thì khuyến cáo là cái tổng liều hàng ngày thì sẽ dựa vô cái cân nặng thực. Các bạn nhớ vancomycin là tính liều trên cân nặng thực nha. Bệnh nhân bao nhiêu ký thì mình cứ nhân lên thôi. Nhưng nếu mà bệnh nhân này béo phì thì chút nữa mình sẽ học sao? Thể tích phân bố thì luôn luôn dựa vào thể tích, dựa vào cân nặng lý tưởng nha. Nhưng mà do cái thời gian của người tiểu đường rất là ngắn, cái thời gian bán tải rất là ngắn, do đó thường cái khoảng cách liều là tầm cũng khoảng 6 cho tới 8 giờ mới duy trì được cái nồng độ đấy. Chứ chúng ta mà xài ngày 2 lần là coi như bệnh nhân nó không đủ cái nồng độ để điều trị. Còn cái em thôi à? Chưa xíu nữa ha. Rồi, như vậy tóm lại cái dược động của vancomycin, cái này chút nữa mình sẽ nói sau nha. Về cái thời điểm lấy máu thì chút nữa mình sẽ học ở phía sau để mình nói tiếp. Vancomycin nó sẽ có cái thời gian đạt đỉnh tê mắt là 1 giờ. Nghĩa là sau khi mấy bạn truyền, sau khi mấy bạn truyền xong thì 1 tiếng sau mình mới lấy máu, mình đo nồng độ. Đây, 1 giờ sau khi gọi là sau khi truyền, sau khi ngưng truyền chứ. Nhớ cái chữ ngưng chứ mấy là quên. Thì thông thường điều dưỡng sẽ rất là hay quên nha. Ví dụ như bạn nói sau khi truyền kết thúc lấy liền thì người ta còn nhớ, chứ truyền xong mà bắt người ta 1 tiếng sau quay lại lấy máu thì người ta lo làm cái công việc người ta quên hết rồi. Đó là người ta ghi số sai. Đó thì mình sẽ không có giải thích đúng được đâu. Còn nồng độ đáy thì sẽ lấy ngay trước khi tiêm liều tiếp theo rồi ha. Đào thải rất là nhiều qua thận. Tê mùng 2 thì tùy từng đối tượng, thông thường là 8 giờ, người cao tuổi là 12 giờ, còn những cái người mà bị phỏng hoặc là trẻ em thì nó khoảng 6-8 giờ. Thời gian trạng thái đạt trạng thái ổn định để chúng ta đo lường cái nồng độ ổn định đó, CSF tầm khoảng 2 ngày nha, 36 giờ hoặc 48 giờ là 2 ngày. Gắn kết với protein huyết tương hấp, khoảng nồng độ trị liệu tham khảo thôi, chứ chút xíu nữa mình sẽ học từ khác. Tại vì bây giờ là năm 2021 rồi, những cái khuyến cáo mà đo nồng độ văn cô nó đã thay đổi khá là nhiều. Đây là những yếu tố mà sẽ ảnh hưởng tới nồng độ thuốc trong máu. Ví dụ như thuốc viên thì ảnh hưởng là dạng bào chế ha. Dạng viên tức thì nó khác với viên kéo dài. Nhưng mà riêng vancomycin thì nó là dạng tiêm truyền thì nó không bị ảnh hưởng bởi dạng bào chế. Nhưng bị ảnh hưởng lớn nhất đó chính là chức năng thận. Chức năng thận của bệnh nhân mà chỉ cần thay đổi thì nó sẽ làm thay đổi T1/2 ha, và từ đó sẽ thay đổi về cái khoảng cách liều nha bạn. Nhớ thay đổi về khoảng cách liều. Rồi, bây giờ mình mới nói về cái TDM vancomycin, cái này nó mới quan trọng nè. Thì cho tới năm 2020 thế giới cũng đưa ra một cái khuyến cáo mới về cái việc đo nồng độ của vancomycin trong trị liệu. Trước đây thì đã lâu rồi nha, trước đây thì người ta đã mấy chục năm người ta làm rồi, nhưng ở Việt Nam của mình thì chưa có trang thiết bị để mình làm. Thì tầm khoảng 5 năm trở lại đây bắt đầu Việt Nam mình mới đổ xô vô làm, chính là gì, phải có máy móc, phải có hóa chất để mà đo cái nồng độ vancomycin. Bởi vì mình cũng biết tổ chức y tế khuyến cáo vancomycin là cái thuốc điều trị đâm dương mà để dành. Chứ mà nếu mà mình xài không đúng mà vi khuẩn đề kháng thì coi như không còn thuốc gì để trị đâm dương nữa. Và Bộ Y tế mình cũng đã đưa nó vào trong cái bộ tiêu chí kiểm tra bệnh viện ha, và bắt buộc các bệnh viện phải làm luôn. Đó. Nên hiện nay gần như các bệnh viện đều làm hết. Như vậy vancomycin là một cái thuốc mà nó nằm trong danh mục các thuốc cần theo dõi nồng độ. Nên lý thuyết mình đã học rồi. Ngoài vanco ra còn một số thuốc khác nữa, nhưng mà những thuốc kia vẫn chưa được triển khai, nhưng mà vanco vẫn ưu tiên nó làm trước nha.
Vancomycin là một kháng sinh, nên mấy bạn biết là nó sẽ điều trị những cái bệnh lý cấp tính, đúng không? Một cái bệnh nhân bị nhiễm khuẩn thì vô bệnh viện cao lắm nằm tháng 2 tháng ha, điều trị vanco hết, chứ đâu có ai mà dùng vanco suốt đời. Do đó nó là một cái kháng sinh và nó có khoảng trị liệu hẹp, và cái khoảng trị liệu này nó sẽ giao gọi là nó sẽ cho mình biết được cái hiệu quả cũng như cái độc tính và cái đề kháng của vi khuẩn. Nếu như chúng ta dùng thiếu liều thì vi khuẩn nó sẽ đề kháng, à chúng ta dùng dư liều thì bệnh nhân sẽ bị độc tính. Thì đây khoảng trị liệu của nó đây là nồng độ đỉnh nó dao động từ 20 tới 40, còn nồng độ đáy nó dao động từ 5 tới 20. Thật ra 5 thì nó không còn đủ đi điều trị đâu nha, cái này gọi là cái nồng độ cứ khoảng thôi, và nó có độc tính trên tay và trên thận như cô nói. Nhưng thật ra thì cô chẳng sợ hai cái độc tính này đâu, bởi vì cái thuốc băng cồn này cũng gây ít lắm, không có bị. Cái thứ ba là đây, một trong những cái lý do đó chính là nó thay đổi theo cái dược động của bệnh nhân, đặc biệt là những cái bệnh nhân đối tượng đặc biệt suy thận, bởi vì suy gan, những bệnh nhân có cái nền giảm bạch cầu hoặc là bệnh lý ác tính, đặc biệt là cái nhiễm trùng huyết sẽ nguy hiểm và đe dọa tính mạng, mà chúng ta xài không đủ liều thì coi như là bệnh nhân rất là nguy cơ dễ tử vong. Vancomycin dùng trong trị liệu nó chính là cái tiêu chuẩn vàng cho những trường hợp nhiễm khuẩn mà gây ra tụ cầu vàng kháng methicillin trên cả người lớn và trẻ em, nghĩa là cấy ra con MRSA thì chắc chắn chỉ có vanco điều trị thôi. Nếu mà không có vanco điều trị thì không còn thuốc nào khác nha. Đương nhiên cũng còn 2-3 loại nhưng mấy bạn sẽ không có được học đâu, bởi vì đó là những thuốc để dành ha. Thì đây là cái khuyến cáo về cái hiệu quả của vancomycin. Người cái thông số mấy bạn phải thuộc cái này nha, tại cái này cái trình thi sẽ có đó. Cái thông số mà dùng để phản ánh cái hiệu quả của vancomycin trong cái trị liệu đó chính là AUC chia cho MIC. Đây, cái thuốc này nè. Mỗi một kháng sinh trong điều trị vi khuẩn thì nó có những cái đặc biệt khác nhau. Đâu rồi, để tôi tìm cái hình để tôi khuyến cáo mình như vậy. Bài này lại không có hình mới chết ra. Đây, ví dụ này đi. Như hồi bữa ở cái bài mà hồi bữa cô có nói ở cái bài đại cương đó nè, cứ mỗi một thuốc thì nó sẽ có hai cái khoản trị liệu, cái khoản trị hiệu liệu, nghĩa là có hai cái đường mà chúng ta cần nhớ. Có nghĩa là cái này là cái tối thiểu có hiệu quả và cái đường trên là tối thiểu có độc tính. Nhưng riêng đối với lại kháng sinh, ví dụ như vancomycin, thì cái đường mà tối thiểu có hiệu quả này nó sẽ bằng với lại là cái nồng độ ức chế tối thiểu sự phát triển của vi khuẩn, chính là cái MIC. Cái này thì đương nhiên mình đọc cho mình nhớ đi, chứ còn cái cách làm MIC thì vi sinh ta sẽ làm, chứ còn dược mình đâu làm. Vi sinh sẽ trả lời cho mình luôn là MIC của con vi khuẩn MRSA là bao nhiêu, à, để mình biết. Thì MIC chính là cái nồng độ tối thiểu để vi khuẩn nó phát triển. MIC càng cao nghĩa là con vi khuẩn này nó đang đề kháng, chúng ta phải dùng một cái nồng độ cao hơn rất nhiều. Ví dụ thay vì MIC nằm đây thì chúng ta chỉ cần trên như đây là đủ, nhưng nếu MIC nó nằm đây thì bắt buộc nồng độ mình phải trên. Do đó vi khuẩn mà có MIC càng cao chứng minh là nó đang bị đề kháng. Như vậy khi chúng ta dùng một cái thuốc, cô đang nói thông thường nha, còn đương nhiên trường hợp ngoại lệ chúng ta bỏ đi, từ từ nói. Khi mình dùng một thuốc thì mình luôn mong muốn là gì? Thuốc nó phải nằm trong ngưỡng trị liệu và nó phải trên MIC, đặc biệt là kháng sinh thì nó mới có hiệu quả diệt khuẩn. Chứ nếu mà mình dùng mà nó cứ nằm ở đây, nó nằm ở dưới này, vi khuẩn nó không chết mà nó còn đột biến, nó sinh ra những cái chủng đột biến để đề kháng kháng sinh. Đó là cái quan trọng trong cái việc sử dụng kháng sinh. Nghĩa là đủ liều để đảm bảo hiệu quả nhưng còn giảm được cái đề kháng nha. Chứ còn mình thì thường bác sĩ mình chỉ biết hiệu quả thôi, chứ chẳng có quan tâm tới đề kháng gì đâu. Nên khi mấy bạn xài kháng sinh mà ví dụ như một lần mình đi lên nồng độ đạt, nhưng cái xong mình không đủ thời gian, mà mình hay bị sai cái vụ mà thời gian, cái mình đi xuống mút chỉ dưới này nè, cái mình mới lặp lại liều, sau đó mình lại xuống. Như vậy nguyên cái khoảng này là cái khoảng không có thuốc thì vi khuẩn nó sẽ phát triển nha. Thì lúc đó là đề kháng đó. Rồi quay lại cái đã. Như vậy mỗi một kháng sinh nó sẽ có những cái thông số đặc trưng, chứ không phải là kháng sinh nào cũng giống nhau nha. Hôm nay mình học bài vancomycin thì cái thông số mà phản ánh cái hiệu quả của nó chính là AUC, là diện tích dưới được không, toàn bộ lượng thuốc trong vòng 24 giờ chia cho MIC.
MIC của con vi khuẩn như nãy cái biểu đồ của cho mình coi á, con vi khuẩn nó có thể bằng 1, có thể bằng 2, có thể bằng 4 chẳng hạn. À, thì MIC càng cao nghĩa là mấy bạn phải đưa cái nồng độ thuốc trong máu sẽ càng cao. Nha. Thì cái tỷ lệ AUC này chia cho MIC phải trên 400 thì thuốc mới đạt hiệu quả. Thông thường MIC con MRSA nó tầm khoảng 0.5 thôi hoặc 1 thôi thì coi như nguyên cái lượng thuốc trong cơ thể mình nó phải dao động tầm khoảng 400 cho tới nhiều 600, 0.5 là 800 lượng. Ha. Ở 0.5 là nhiều, 0.5 là 200 thôi chứ. Chỉ cần 200 cho tới 400, nếu như MIC của nó càng thấp thì mình sẽ xài khỏe. Nhưng MIC của con vi khuẩn càng cao thì bắt buộc mình phải tăng cái nồng độ càng cao. Nha. Cái nồng độ đấy yêu cầu là phải từ 10 cho tới 20. Dưới 10 là không đủ đi trị liệu nha. Dưới 10 là vi khuẩn sẽ bị đề kháng đó. Ở trẻ em cũng vậy. Ở trẻ em thì vẫn phải đảm bảo cái con số AUC trên MIC phải trên 400. Nhưng mà trẻ em thì mình cho cái nồng độ đấy nó dưới, nó thấp hơn tí. Bởi vì nguy cơ nó sẽ dễ độc tính cho trẻ. Ha, mình sẽ cho nồng độ đấy từ khoảng 9-10 thôi. Rồi, như vậy đối với vancomycin, mình cũng sẽ học một số các cái nồng độ như sau. Thứ nhất, nồng độ đỉnh. Nồng độ đỉnh chính là nồng độ cao nhất của vancomycin. Và cái nồng độ đỉnh này, mấy bạn sẽ đo gì? Sau tê mắt đó. Tê mắt là 1 giờ. Như vậy, đo sau khi 1 giờ sau ngưng truyền. Cái này phải nhớ nha. Tại muốn đo đỉnh thì bắt buộc phải dặn điều dưỡng á. Chứ mấy người ta không có nhớ, người ta lấy là mình bị sai. Và thường cái nồng độ đỉnh này mình sẽ đo lường ở cái pha phân bố. Nha, cái pha phân bố. Còn đối với lại cái nồng độ đỉnh này, thật ra hiện nay người ta không khuyến cáo đo nồng độ đỉnh. Nói chung là càng đo ít thì càng tốt. Ít test thì đỡ tốn tiền nha. Nhiều test thì sẽ tốn tiền cho người bệnh. Mặc dù được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng mà thôi lấy máu nhiều cũng rất là phiền và phức tạp. Do đó không khuyến cáo đo nồng độ đỉnh của vanco. Bởi vì đo làm chi? Đo nồng độ đỉnh nó cũng đâu có phản ánh gì đâu. Nó chỉ phản ánh AUC trên MIC thì mới là hiệu quả. Thì đỉnh người ta không dùng để tính toán. Nồng độ đỉnh trên 80 thì lúc đó mới gây độc tính. Nên thường ta cũng chẳng đo nồng độ đỉnh của vanco đâu. Nhưng mà nếu có đo nha, thì phải đo 1 giờ sau khi ngưng truyền. Cái cần nhớ đó chính là cái nồng độ đấy. Nồng độ đấy chính là cái nồng độ thấp nhất của thuốc. Và gần như nó sẽ đo được thường xuyên luôn. Cứ mỗi lần mà mấy bạn chỉnh liều, các bạn sẽ đo nồng độ đấy. Để các bạn coi cái liều mình chỉnh nó có nằm trong khoảng trị lượng hay không. Hoặc bệnh nhân này xài, cô nói vancomycin có khi bệnh nhân xài cả 2 tháng cơ mà. Thì cứ mỗi tuần mình sẽ đo cái đấy một lần để mình kiểm tra cái hiệu quả cũng như là cái độc tính nha. Thì cái cách lấy máu là mình sẽ lấy máu vào 30 phút trước khi mình dùng cái liều kế tiếp nha. Và cái mục tiêu cần đạt của nồng độ đấy chính là nó phải nằm từ 10 cho tới 15 cho những cái nhiễm khuẩn nhẹ. Nhiễm khuẩn nhẹ là những nhiễm khuẩn da mô mềm, nhiễm trùng tiểu nhẹ. Còn nó sẽ cao hơn là từ 15 cho tới 20 trong những nhiễm khuẩn nặng và đe dọa tính mạng nha. Ví dụ như viêm màng não, viêm nội tâm mạc này nọ, hay những cái nhiễm khuẩn nặng thì mình sẽ dao động. Đương nhiên cái nồng độ đấy càng cao thì cái nguy cơ đối diện với lại phản ứng phụ nó sẽ càng cao ha. Nhưng mà bắt buộc trong những trường hợp này mà mình dùng cái nồng độ thấp là nó không có đủ để diệt khuẩn đâu. Đó. Thì khi nói tới con MRSA bắt buộc mình phải đo MIC giống như cái kháng sinh đồ của nãy cô cho bạn coi. Cứ mỗi một thuốc người ta sẽ cho mình biết cái nồng độ tối thiểu để mình coi cái đề kháng của vi khuẩn đang ở mức độ nào. Thì thông thường đối với lại con MRSA mình chỉ xài vanco khi MIC nó bằng 2 thôi. Bằng 2 là đề kháng rồi đó. Chứ còn nếu mà MIC nó trên 2 thì không có xài nữa. Bởi vì nếu mà MIC nó càng cao thì bạn phải đưa cái AUC nó càng lớn. Mà lớn quá thì liều nào mà chịu nổi. AUC lên tới 1.600 đi. Khi MIC bằng 4 thì liều đâu mà lên tới 1.600 được. Đó. Đối với nồng độ đáy hay nồng độ đỉnh gì đó thì mình phải đo trước liều thứ tư. Nghĩa là sau khi xài liều 1, liều 2, liều 3. Thì hết liều 3 mình sẽ lấy máu mình đo đáy. Khi xài liều 4 thì mình lấy máu mình đo đỉnh. Có nghĩa là cứ sau liều 3 thì nồng độ nó mới đạt ổn định. Nha. Các bạn sẽ thấy rồi đó, cái T1 bằng 2 của nó là 3, gọi là cái TSS ổn định đó. Thì nó khoảng 36 giờ thì bắt buộc phải sau 3 liều mình mới lấy đo nồng độ ổn định nha. Rồi từ từ đâu rồi. Rồi, vậy câu hỏi chính là hiệu quả diệt khuẩn của vanco phụ thuộc vô thông số nào? Thì chúng ta phải biết
hiệu quả diệt khuẩn của nó sẽ phụ thuộc vô cái tỷ lệ AUC chia MIC. Cái này phải trên bằng 400 mới có hiệu quả, dưới 400 thì không được, phải tăng liều. Đa số MIC của vi khuẩn đối với băng côn nó dao động từ 1 tới 2. Nếu trên 2 không xài băng côn nữa, nghĩa là nó đề kháng rồi, không xài. À, xài thì phải liều cao, mà liều cao thì độc tính. Và đương nhiên cái nồng độ nó sẽ dao động, như nãy cô nói nồng độ của thuốc nó sẽ tùy thuộc vô mỗi con vi khuẩn và cái mức độ bệnh nữa. Ví dụ như bệnh nặng đe dọa tính mạng hay là bệnh lý nhiễm khuẩn nhưng mà chưa đe dọa tính mạng thì mình sẽ chọn cái khoảng nồng độ cho nó phù hợp nha, chứ không phải là cứ xài liều cao đi cho nó hết thì tính sau, thì lúc đó bệnh nhân bị độc tính. Như vậy thì cái câu hỏi hồi nãy là vì sao phải đo nồng độ vancomycin, thì chúng ta sẽ trả lời là trong những cái trường hợp này gần như bắt buộc phải đo nồng độ. Hiện nay là xài, cứ xài là đo rồi. À, khi xài chung với lại nhóm aminoxid hoặc những thuốc gây độc thận khác thì phải đo nồng độ vancomycin. Trên những đối tượng có thông số dược động bất thường, đó là những đối tượng đặc biệt. Trên những bệnh nhân có thẩm phân máu hoặc độc máu, những bệnh nhân suy thận rồi mà còn nhiễm trùng dịch bán nữa hoặc viêm màng bụng chẳng hạn thì bắt buộc phải xài vancomycin. Nhưng mà xài vancomycin thì phải tính liều. Bệnh nhân điều trị với liều cao hơn bình thường do mình cần cái hiệu quả. Trên những cái bệnh nhân mà xài thuốc kéo dài trên 3 ngày, nghĩa là thuốc có thể tích lũy và gây độc tính thì mình phải đo nồng độ. Nè. Thì bạn thấy đây, vancomycin như là một vũ khí cuối cùng trong điều trị nhiễm khuẩn gram dương. Mặc dù nó xài rất là lâu năm, mấy bạn biết hiện nay các thuốc đa số nó kháng hết rồi. Nhưng mà may mắn là vancomycin nó vẫn còn nhạy cảm, nhưng mà cũng có tỷ lệ kháng rồi nha. Chứ nó không có hiền nữa đâu. Con vi khuẩn nó không có hiền nữa đâu, nhưng mà nó vẫn còn nhạy cảm, tức là cái tỷ lệ nhạy cảm với băng cô cũng khoảng trên 70%. Còn những cái con kháng khi mà cái MIC của nó đó, mic của nó đã gia tăng 2 là không xài được băng cô rồi. Mà nếu không xài được băng cô thì mình phải chuyển qua một cái nhóm thuốc khác. Cô không dạy các bạn bởi vì cô sợ lạm dụng. À, đó là những cái thuốc như là teicoplanin. Rồi các bạn đợi cô 5 phút. Việt Nam mình nó có cái truyền thống là gì, cứ có gì là xài hết ha, cái thuốc gì mạnh nhất là xài trước ha, sau đó thì bệnh nhân mà xài không đáp ứng rồi không còn gì để xài nữa hết. À, đó chính là cái thói quen, mà đặc biệt là trong bệnh viện thì càng như vậy nữa. Ha, mà ở Việt Nam của mình thì cái tỷ lệ mà đề kháng kháng sinh nhiều dữ lắm, do gì, sử dụng tràn lan ha, bệnh nhân xài sạch ở ngoài cộng đồng rồi không hết, nhập vô bệnh viện một phát như cái biểu đồ, như cái kháng sinh đồ mẩy không còn gì để xài, nó kháng sạch rồi không còn gì để xài, nên rất là nguy hiểm. Rồi đây là mình đang nói tới cái AUC và MIC. AUC chính là diện tích dưới đường cong, có nghĩa là nguyên một cái lượng thuốc vào trong cơ thể bệnh nhân trong vòng 24 giờ. Thì thông thường AUC này mình không có đo được các bạn, có nghĩa là mình không thể nào mà mình lấy máu bệnh nhân để đo. Để cô cho coi lại cái hình. Đây, nguyên cái diện tích dưới đường cong 24 giờ, nó là dạng gì? Nó là dạng một cái biểu đồ hình chóp. Muốn ra được cái diện tích này thì chúng ta phải lấy tích phân nhiều điểm, nghĩa là lấy máu nhiều lần. Nhưng mà bệnh nhân không cho thì tối thiểu mình sẽ lấy được 2 lần. 2 lần thì sẽ đo được và ước lượng á, ha, là ra được cái AUC. Đỉnh thì dễ rồi ha, cứ đo một cái ra con số thì đó là nồng độ đỉnh. Đấy thì dễ rồi, đo một cái ra đấy thì được nồng độ đấy. Như vậy chúng ta có 2 nồng độ đỉnh và đấy, thì chúng ta sẽ có một cái công thức để tính AUC nha. Rồi để cô cho mình khoảng công thức tính AUC cho. Đây là một trong những cái cuốn sách mà bác sĩ người ta hay rất là xài nhiều, chủ yếu là những bác sĩ tại bệnh viện ha, người ta hay xài cuốn sách này. Cái này người ta gọi là Send for Guide, là một cái cuốn sách chuyên về kháng sinh. Ví dụ giờ cô gõ cái con MRSA đi vô ha, hay ghê, mình chưa gì nó đã biết rồi đây. Khi mình đọc trong này thì mình sẽ biết là con MRSA khi điều trị nó thì chúng ta sẽ điều trị những cái gì. Đây
À, về dịch tễ nè. Đây, kháng sinh khuyến cáo primary là khuyến cáo đầu tiên trong điều trị con MRSA chính là vancomycin, liều từ 15 tới 20 mỗi 8 đến 12 gì đó. Nếu không có vancomycin thì người ta vẫn có thể xài được linê. Đây, đây là cái thuốc thứ hai. Rồi đây là cái thuốc thứ ba, daptomycin. Rồi có một cái thuốc nữa, teicoplanin là thuốc thứ tư. Bốn cái thuốc này là bốn thuốc đang có mặt ở Việt Nam của mình. Và cũng tương tự như những thuốc khác, khi bác sĩ xài một cái thuốc gì mà bác sĩ thấy khó khăn, phức tạp quá, phải đo nồng độ, phải chỉnh liều, thì thường bác sĩ sẽ không thèm xài, mà bác sĩ sẽ xài những thuốc mới luôn. Ví dụ như xài linezolid, ví dụ như xài daptomycin, ví dụ như xài teicoplanin. Thì những thuốc này nó rất là mắc tiền, và nó là những cái kháng sinh mới nghiên cứu và hạn chế sử dụng, nghĩa là phải để dành, xài bậy bạ nó đề kháng hết thì lấy gì xài nữa. À, nên thường ở bệnh viện là cô bắt đầu tiên là phải xài vanco. Trên bệnh nhân suy thận cũng phải xài vanco luôn. Dược lâm sàng sẽ tính liều cho bác sĩ. Để bác sĩ thấy thôi, bệnh nhân mà suy thận tôi không xài vanco đâu, tôi xài luôn linezolid nha, tôi khỏi chỉnh liều nha. Nhưng mà như vậy thì lạm dụng nha. Đó, thế nên là bác sĩ phải, những cái ca mà cần xài bác sĩ phải gọi cho dược sĩ để dược sĩ sẽ tính toán đo nồng độ. Do đó thông thường dược sĩ mình đo nồng độ không phải đơn giản đâu, toàn những ca suy thận thôi à, để tính toán cái liều. Rồi cái cô muốn cho mấy bạn coi đó chính là tính toán. Đây, tính AUC của băng cô à. Đây là cái phần mềm bác sĩ cũng biết luôn, bác sĩ cũng sẽ xài cái phần mềm này để bác sĩ tính liều. Thì theo như cái phần mềm này là phần mềm trên di động đó, cô đang cầm điện thoại di động cầm tay, thì nó phải tính dựa trên AUC, dựa trên hai nồng độ, đó là nồng độ đỉnh và nồng độ đáy. À, ví dụ chỗ này người ta ghi là liều xài là bao nhiêu, ví dụ 1 gram, 1000 mg nha, mỗi 12 giờ đi nha. Rồi cô truyền trong 1 tiếng đi, thật ra thì có khi ta truyền 2-3 tiếng rồi. Rồi người ta hỏi nè, nồng độ đỉnh được đo khi nào? Ở nồng độ đỉnh đo được chứ lộn, nồng độ đỉnh đo được của ví dụ mình đo được 32, tại nồng độ đỉnh nó dao động khoảng từ 30-40 đó. Rồi cái thời gian từ lúc bắt đầu truyền, nhớ nha, từ lúc bắt đầu truyền cho tới khi đo nồng độ đỉnh. Thì này mình đang nhát mà, nên nó không có thực tế, thì mình sẽ nhớ là đầu bệnh nhân này, ví dụ như xài lúc 10 giờ sáng đi ha, bệnh nhân được xài 2 lần á, 1 gram mỗi 12 giờ, bệnh nhân được xài lúc 10 giờ sáng và 10 giờ tối. Như vậy bệnh nhân này truyền 1 tiếng thì là 11 giờ, thì sau truyền 1 tiếng nữa thành 12 giờ. Vậy thời gian từ lúc bắt đầu truyền là 2 tiếng, đúng không? Truyền 1 tiếng với lại chờ 1 tiếng nữa mới lấy máu là 2 tiếng. Rồi nồng độ đáy đo văn cô, ví dụ như ca này đo nồng độ đáy hơi thấp tí đi, 8 đi. Rồi nồng độ đáy là nồng độ mà mình sẽ lấy gì? Trước khi truyền liều kế tiếp 30 phút. Và cái thời gian đo nồng độ đáy cũng tính từ lúc bắt đầu truyền luôn. Như vậy là khoảng 11,5 tiếng, đúng không? 12 tiếng thì sẽ tới liều kia, thì mình sẽ xài có 11,5 tiếng là mình lấy máu rồi. Rồi như vậy thì nó sẽ calculate, nó tính ra cho mình đây nè, AUC trên trường hợp này là 450. Nhưng mình muốn coi công thức mình show ra. À, công thức nó cũng tính như nãy giờ cô chỉ mình, bắt buộc nó phải tính hằng số thải trừ KE, nó phải dựa trên nồng độ đỉnh và nồng độ đáy. Sau khi nó tính xong thì nó ráp vào cái công thức tính này nè, AUC. À, thì nó mới dự đoán được AUC. Như vậy ca này thì AUC trên 400. Nếu như MIC của con vi khuẩn này bằng 1 thì thuốc đủ nồng độ trị liệu. Còn nếu MIC vi khuẩn này bằng 2 thì thuốc này không đủ nồng độ trị liệu. Nha. Đó là một cái trong phần mềm, mà phần mềm này nó bắt buộc phải có 2 nồng độ đỉnh và đáy. Và một tí xíu nữa cô sẽ hướng dẫn cho mình cái cách tính mà chỉ cần 1 nồng độ thôi. Nha. Thì tí xíu nữa mình sẽ học ở đó. Rồi, giờ tiếp tục. Rồi. Rồi. À, tới bài gì đã quên nè. À, sharing nè. Làm tiêu rồi.
Rồi, như vậy thì nãy cô đang nói tới cái vụ mà hai nồng độ. Đó. Như vậy thì AOC mình tính được dựa trên gì? Phần mềm nha. Chứ còn mình mà ngồi mà lấy viết mình tính cực khổ lắm à. Rồi AOC bắt buộc phải AOC trên MC phải trên 400. Nếu dưới 400 thì phải chỉnh liều. Nếu MC của vi khuẩn trên 2 thì không xài băng côn nữa, chọn kháng sinh khác đi nha. Kháng sinh khác đó chính là gì? Để cô ghi luôn cho mấy mình quên. Linezolid. Nguy hiểm cái nữa là cái linezolid này nó có hai dạng luôn á, dạng tiêm và dạng uống. Mà dạng uống đã được bán ở ngoài nhà thuốc nguy hiểm quá, không được uống bừa bãi nha. Uống cái này thì nó sẽ dẫn tới đề kháng nhiều lắm. Hoặc là mình sẽ dùng tecolanin, mắc tiền lắm nha, một lọ này chắc cũng mới 2 triệu. Hoặc là mình sẽ dùng daptomycin. À, đó là những cái thuốc mới á, mà mình để dành, thậm chí một số bệnh viện ra còn không có nữa. À, thì lấy đâu mà xài ha. Đó là những cái thuốc trong cái điều trị vi khuẩn gram dương. những cái khuyến cáo mà hiện nay á, mà mình các bệnh viện đang sử dụng trong cái đo nồng độ băng cô là mình đang sử dụng theo một cái nguồn tài liệu, đó là Hội nhiễm khuẩn Hoa Kỳ năm 2011. Người ta nói về cái nồng độ đáy của vancomycin, như nãy giờ cô nói, nồng độ đáy thì thường khoảng trên 10. Bởi vì nếu dưới 10 thì cái tỷ lệ thất bại điều trị rất là cao. Trên 10 thì nó sẽ dao động từ 10 cho tới 20 nha. Và tùy vô mức độ nhiễm khuẩn mà người ta sẽ chọn cái khoảng mình mong muốn. Ví dụ 10, 15, 20. Ví dụ như ở trẻ em mình chọn 10 thôi, không có chọn cao bởi vì độc tính cho trẻ à. Rồi, nhưng hiện nay thì IDSA mới nhất là năm 2020 nó đã có một số cái khác biệt à. Cái này thì thôi mình lướt qua nha, hồi nãy mình cũng đã nói rồi. Mấy cái này để coi. À, mấy cái này thì thật ra là nó đang lặp lại của cái dược đồng học hồi nãy thôi. Nghĩa là những cái tình trạng bệnh lý nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc sử dụng và cái liều dùng của vancomycin. Ví dụ như một bệnh nhân mà bị suy thận thì cái banco là một cái thuốc được thải trừ chủ yếu qua thận. Nên nếu bệnh nhân suy thận thì chắc chắn cái độ thanh thải của banco nó sẽ giảm. Trên những bệnh nhân suy thận cấp hoặc những bệnh nhân có chức năng thận mà thay đổi nhanh thì rất khó xác định để mà mình đảm bảo được cái nồng độ. Do đó thường những bệnh nhân này mình phải lo nhiều lần lắm. 3 ngày mình phải đo nè. Tuy nhiên có những cái nhóm bệnh nhân đặc biệt nữa, đó là không phải suy thận mà bệnh nhân tăng thanh thải. Ví dụ như là cái nhóm mà cái bệnh nhân mà nặng ký nè, gọi là cơ thể to bự, khi mà mình đo cái chức năng thận ra thì họ cái chức năng thận họ quá tốt đi, thông thường là chỉ từ 60 cho tới 90 thôi, 110 thôi, thì người ta trên 120 thì những người này người ta gọi là tăng thanh thải. Hoặc những bệnh nhân mà một cái bệnh lý quá nặng nằm ở ICU thì bệnh nhân có những cái đáp ứng của cơ thể làm gia tăng cái độ thanh thải, thì lúc đó cái liều của vancomycin thông thường không đủ nha. Còn trên bệnh nhân phỏng như nãy cô giải thích, những cái bệnh nhân mà phỏng trên 30 diện tích cơ thể thì nó sẽ làm thay đổi về cái dược động, đặc biệt là nó sẽ làm thải trừ rất là nhanh nha, nó tăng cái thải vanco. Do đó những cái bệnh nhân mà bị phỏng thì thường cái thời gian đóng thải nó ngắn thì mình phải xài cái liều lặp lại. Còn những cái bệnh nhân béo phì thì tốt nhất là mình phải dựa vô cái cân nặng lý tưởng. Và để khẳng định bệnh nhân này béo phì thì phải dựa vô gì? Cái công thức tính cân nặng lý tưởng nha, chứ mấy bạn đừng có dùng BMI nha. Bây giờ dùng BMI là không có đúng, mấy bạn phải dùng cái công thức tính cân nặng lý tưởng. Nếu cân nặng thật vượt quá 30% thì bệnh nhân đó được gọi là béo phì. Nhờ đó nếu bệnh nhân béo phì thì thể tích phân bố thay đổi và nó sẽ làm thay đổi về cái liều của thuốc. Cái liều bình thường khi một bệnh nhân xài vancomycin là 30mg trên kg trên ngày nha, cái này cứ phải nhớ, đó là một người bình thường. Còn người lớn tuổi thì bắt buộc phải giảm liều nha, khoảng 20 hoặc 15 thôi. Ở trẻ con thì nó còn phức tạp hơn, như hồi sáng cô nói, nó có những cái độ tuổi của khác nhau của trẻ. Ví dụ như trẻ sinh non là những cái đứa trẻ mà nó chưa hoàn thiện về cái thận để mà lọc thì T1/2 của những đứa trẻ này nó rất dài. Do đó việc xài thuốc thì phải gì? Kéo dài thời gian ra. Rồi, những cái đứa nhóc mà nó gia tăng cái độ thanh thải là trên 3 tháng tuổi cho tới khoảng tầm 12 tuổi
là những cái đứa nhóc mà nó có cái độ thanh thải văn cô cực kỳ nhanh, giống như cô nói nó cũng thanh thải cà phê, thanh thải ethanol rất là nhanh ha, và thuốc nó cũng thanh thải nhanh luôn. Do đó cái tên 112 của tụi này nó rất là ngắn, nên khi xài là mình phải xài liều ngắn. Thì khi nói tới đây cô nhớ tới một cái trường hợp, một cái thằng bé nó bị viêm màng não, thì nó tầm cũng 10 tuổi rồi, nó 10 tuổi hình như, để cô nhớ, nó đang xài liều là bác sĩ đang cho nó liều 1 gam nhân 2, nghĩa là nó đang xài 2 gam mỗi ngày, xài 1 gam nhân 2. Nhưng mà xài đó cũng khoảng 5 ngày không có hiệu quả gì hết, thì lúc đó bác sĩ mới kêu dược sĩ mình lên chỉnh liều qua, coi dùm của cái băng cô nó có đáp ứng không, mà sao tự nhiên viêm màng não mà xài vancomycin luôn mà nó cũng chẳng hiệu quả gì hết. Rồi thế là gì, đo cái nồng độ vanco ra thấp, rất thấp, thế là cô chỉnh liều. Mà nó thay vì là đang xài 1 gam mỗi 12 giờ thì cô xài 500 mg, không mà thằng bé này nó nặng ký, hình như nó tới 50 kg, nên cô xài 500 mg mỗi 6 giờ, mỗi 4 giờ. Cô xài 500 mg mỗi 4 giờ, có nghĩa là cái thằng bé này nó xài tới 3 gram một ngày. Bởi vì nó tới 50 kg, trên 50 kg, mà nó có 10 tuổi. Thế bác sĩ lâu ơi, sao từ xưa giờ chưa bao giờ thấy xài vancomycin gì đâu mà quá 3 lần trên ngày. Nghe cô xài tới 6 lần mỗi 4 tiếng. Và bác sĩ chửi, có được không rồi nọ độc tính. Cô nói dạ không, mình cứ xài cái liều này đi, rồi mình đo nồng độ thôi, để mình giám sát cái độc tính của thuốc cũng như cái hiệu quả. Thế là cái ca đó sau khi xài mỗi 4 tiếng tiêm một lọ 500 thì nó đáp ứng. Và khi đo nồng độ thì nồng độ thuốc nằm trong khoảng chừng này. Đó là cái lý do là gì? Trẻ này nó có cái độ thanh thải rất là nhanh. Khi mà cô tính tới 1-2 thì thằng bé hình như nó ra có khoảng 3.6 hay 3.8. Cho đó cô mới quyết định là chọn mỗi 4 tiếng. Nghĩa là khá là sát á, khá là gần. Thay vì mình sẽ tăng bằng cách là mỗi 6 tiếng đi là 4 lần. Nhưng mà ca này cô tăng tới 6 luôn, tại vì khi tính ra tên 1-2 nó quá thấp. Và ca đó đã thành công. Thế là từ đó trở đi bác sĩ cũng rất là thích dược lâm sàng trong những cái ca mà đặc biệt. Nghĩa là những cái ca mà bác sĩ khó dự đoán thì bác sĩ sẽ kêu dược lâm sàng lên để hỗ trợ. Đó là những cái trường hợp mà mình lưu ý. Đó, có những cái trường hợp mà hay bị bỏ quên nữa là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái độ thanh thải lớn nè. Nghĩa là những cái người mà khi mình đo chức năng thận ra thì bác sĩ thấy gì? Thường với chức năng thận tốt quá thì cứ xài liều bình thường, thật ra nó quá tốt nên thuốc nó thải hết. Tên 12 nó ngắn thì mình phải kéo, gọi là mình sẽ dùng nhiều lần hơn. Còn đối với trẻ từ 12 đến 14 tuổi thì gần như nó giống người lớn rồi, do đó mình không có sợ, mình cứ chỉnh liều như bình thường là được. Rồi chắc mình nghĩ giải lao 15 phút đi ha, tầm khoảng 4 giờ đi mình bắt đầu học, tầm khoảng 4 giờ 45 thì mình sẽ xong thôi ha. Mình sẽ nghỉ giải lao 15 phút đi. Bốn tập hồi nãy á, control C. Rồi ví dụ như cô cho bạn một cái bài tập như thế này, như vậy thì đầu tiên các bạn nhớ, đối với một cái bệnh nhân khi có cái chỉ định để xài vancomycin thì mình phải tính liều theo cân nặng, nghĩa là mình ước lượng ban đầu mà chưa biết được cái nồng độ thì bắt buộc mình phải ước lượng về liều đầu nha. Thì đối với cái liều đầu thì có nhiều cách tính khác nhau ha. Mấy bạn sẽ tính theo cân nặng thực của bệnh nhân, mấy bạn lấy 10 cho tới 15 mg trên ký cho một lần xài, thì thông thường người lớn thì 3 lần, còn người lớn cao tuổi thì 2 lần thôi ha. Hoặc là bạn có thể lấy cái tổng liều là 30 mg nha, để mấy bạn tính ra rồi bạn chia số lần ra cũng được. Hoặc là mình có thể dùng phần mềm, mấy bạn có thể lên phần mềm như nãy cô cho mình coi cái phần mềm á, mình lên trên đó mình gõ ra những thông tin của bệnh nhân và mình tính toán coi người ta đề xuất cái phần mềm của mình như thế nào, đề xuất cho cái bệnh nhân của mình nha. Những cái này thì thường nó chỉ mang cái tính chất ước lượng thôi, nghĩa là liều đầu mình chưa có thông tin gì hết thì mình tính toán thì mình ước lượng cho người bệnh, và cái nồng độ đấy thì nó sẽ dao động từ 10 tới 15 cho nhiễm khuẩn thường và nó có thể lên 20 cho những nhiễm khuẩn nặng nha. Rồi, vậy cách tính nhẩm là mình nhân đó, là nhanh nhất. Mình sẽ lấy nguyên cái cân nặng của bệnh nhân. Còn nếu bệnh nhân có béo phì thì bắt buộc phải hiệu chỉnh. Do đó thì cái bước đầu tiên là mấy bạn phải tính cho cô cân nặng lý tưởng của bệnh nhân. Tính xong cân nặng lý tưởng, mấy bạn phải dò cho cô cái T này có trên 2 TU 30% không? Nếu như nó không trên 30%
thì thôi. Còn nếu nó trên 30% thì bắt buộc bạn phải dùng cân nặng hiệu chỉnh. Nha. Rồi, khoảng cách liều thì sẽ tùy theo chức năng thận. Các bạn biết là cái liều của băng cô là tính theo cân nặng thật, nhưng khoảng cách liều thì sẽ tính theo chức năng thận. Chức năng thận của bệnh nhân bình thường thì mình sẽ từ mỗi 8 cho tới 24 giờ mỗi, có nghĩa là chữ Q là mỗi. Còn chức năng thận bệnh nhân suy giảm thì mình sẽ xài cho mỗi 24 giờ. Còn chức năng thận của bệnh nhân mà kém hơn 40 thì mình sẽ theo mỗi 24 giờ mà mình còn phải kéo theo dõi cái nồng độ để điều chỉnh liều. Rồi bây giờ ước lượng cái nồng độ mình cần đạt. Hồi nãy mình nói là nồng độ nó sẽ dao động là gì? Nồng độ đấy là trên 10 mới đạt nha. 10 có thể là từ 10 tới 15 hoặc là từ 15 cho tới 20. Đó. Như vậy thì trên những cái bệnh nhân có chức năng thận bình thường thì mình đã tính được cái liều rồi. Như vậy thì trên những cái bệnh nhân mà nhiễm khuẩn nặng đe dọa tính mạng thì chúng ta phải ước lượng cái liều và ước lượng cái nồng độ nó sẽ cao hơn nữa. Như hồi nãy cái liều chúng ta thấy tối đa là 30 thôi, nhưng mà trên những bệnh lý đe dọa tính mạng chúng ta có thể lên tới 45mg trên ký trên ngày. Mà bắt buộc là những trường hợp này phải đo nồng độ hết, chứ mới là mình tính là hồi nó sẽ bị quá liều nữa. Ha. Thì đây chính là cái phần mềm để tính liều của Global. Chút xíu là mình sẽ thực tập. Đây chính là phần mềm clinical.com. Nha, tí xíu mình sẽ thực tập luôn. Bước qua tí đi. Đây là những cái nồng độ đáy tham khảo. Và cái nồng độ đáy này là cái phiên bản mới nhất. Mới nhất có nghĩa là năm 2020 đó. Thì cái nồng độ đáy này nó đã được tăng lên so với hồi trước rồi. Nhà hồi trước thì nồng độ đáy nó có thể từ 5 nữa. Bây giờ nó là 2020. Theo của Tổ chức Y tế Thế giới, người ta đã nâng cái khoảng nồng độ đáy lên. Lý do là vi khuẩn nó bị đề kháng quá. Nên người ta phải nâng cái nồng độ đáy lên để mà có thể diệt khuẩn được. Rồi. Đối với lại vancomycin thì từ năm 2020 người ta đã đề cập tới cái liều nào. Bữa giờ mình học mình ít khi nào nghe nói liều đạo. Nhưng mà đối với lại vancomycin thì người ta đã có đề xuất cái liều nào. Nghĩa là cho những bệnh nhân nặng nè, nằm ở ICU, hoặc bệnh nhân có thở máy, hoặc viêm màng não, hoặc trên những bệnh nhân chạy thận nhân tạo hoặc béo phì, những cái người mà mình thấy cái nồng độ thuốc nó lâu đạt được cái nồng độ mình mong muốn, thì người ta sẽ cho một cái liều nạp. Và cái liều nạp này là cố định cho mọi đối tượng nha, là từ 20 tới 30mg trên ký. Nghĩa là trên một bệnh nhân có xài băng cô, các bạn tính một cái liều nạp, sau đó bạn tính thêm một cái liều duy trì. Và liều nạp này chỉ dùng một lần duy nhất, một lần đầu tiên. Liều nạp này tính trên cân nặng, không cần phải chức năng thận. Nhưng mà liều duy trì bắt buộc các bạn phải tính theo chức năng thận nha. Liều duy trì và phải tính theo chức năng thận mới biết là bệnh nhân này xài liều bao nhiêu, giảm liều như thế nào nha. Ví dụ như một bệnh nhân 70kg đang bị nhiễm khuẩn huyết mà cần dùng vancomycin, thì cái liều nạp của bệnh nhân này nó sẽ dao động từ 1.400 cho tới 2.100mg. Sau 12 giờ mình sẽ tính cho bệnh nhân này cái liều duy trì. Ví dụ như bệnh nhân này mình đang dùng liều khoảng 15mg trên ký thôi. Mỗi 12 giờ thì mình nhân lên là mỗi sau 12 tiếng bệnh nhân sẽ truyền thêm 1g nữa. Đó chính là cái liều nạp của bệnh nhân. Và chỉ có vancomycin nó mới đặc biệt thôi. Và chỉ có năm 2020 trở đi người ta mới áp dụng. Chứ trước đó thì chưa có những cái khuyến cáo về liều nạp của vancomycin mà người ta xài. Có người ta vẫn xài nhưng không có khuyến cáo nào rõ ràng thì người ta sợ ha. Sợ không có chính xác. Rồi. Trong những cái trường hợp mà bệnh nhân thẩm phân hay bệnh nhân lọc máu ha, lọc máu định kỳ thì các bạn biết vancomycin nó sẽ bị lọc qua cầu thận. Trên những cái lọc máu thì đương nhiên nó thay thế cho một cái bệnh nhân có chức năng thận suy giảm mà, thì nó sẽ thông qua một cái màng lọc. Do đó dựa vô cái tỷ lệ lọc của cái màng lọc mà người ta sẽ bù, người ta sẽ bù một cái lượng thuốc sau khi lọc. Ví dụ như bệnh nhân này bạn đã tính được liều nạp nè, bệnh nhân này bạn đã tính được duy trì theo chức năng thận, thì sau mỗi lần thẩm phân bạn phải bù thêm một cái lượng phân cô nữa. Sau khi lọc máu xong mình phải bù thêm một cái lượng. Ví dụ như bệnh nhân này đang xài là 7.5mg mỗi 2 ngày ta mới xài lần, thì sau khi thẩm phân mình phải bù một cái lượng là 500mg sau mỗi lần lọc thì mới đảm bảo đủ liều cho người bệnh. Rồi, như vậy thì ban đầu là chúng ta đang tính cái nồng độ theo cái kinh nghiệm, tính liều theo kinh nghiệm, bởi vì chúng ta chưa biết gì hết ha. Chúng ta chỉ có cân nặng chức năng thận của bệnh nhân thôi. Rồi sau khi mình tính liều rồi
Thì bây giờ mình mới tới cái bước đo nồng độ. Và mấy bạn nhớ, đo nồng độ của vancomycin phải được lấy ở liều 4 nha. Tại vì sau liều 3 thì nó mới đạt được nồng độ ổn định. Và bắt đầu ở liều 4 mình mới lo, mình mới đo. Như vậy trước khi sử dụng liều 4 mình sẽ lấy máu để mình đo nồng độ đấy. Nè, lấy máu đo nồng độ đấy. Nếu như bạn cần đo nồng độ đỉnh thì sau khi lấy máu nồng độ đấy, bạn truyền thuốc cho người bệnh. Sau một tiếng truyền mình sẽ lấy thì cái nồng độ đó gọi là nồng độ đỉnh nha, cho nó đúng những cái nguyên tắc đạt được nồng độ ổn định. Như vậy nồng độ đấy mục tiêu của mình là cũng như bây giờ nhắc đi nhắc lại 10 tới 15 cho nhiễm khuẩn nhẹ, 15 tới 20 cho những nhiễm khuẩn nặng đe dọa tính mạng. Nồng độ đấy dưới 10 thì tỷ lệ thất bại điều trị cao. Đây. Thời gian đo nồng độ đấy thì nói chung thì càng lâu càng tốt, nó mới đạt ổn định. Nhưng mà nếu mà càng lâu thì nguy cơ của mình là gì? Không chỉnh liều sớm thì bệnh nhân sẽ không có đạt cái liều mong muốn ha. Rồi, sau khi mình đo xong, mình có kết quả đo nồng độ thì mình sẽ điều chỉnh liều theo cái nồng độ đo được và dựa trên cái đáp ứng lâm sàng. Nếu như nồng độ nằm trong khoảng trị liệu, đáp ứng lâm sàng tốt thì mình tiếp tục điều trị. Còn nếu nồng độ không đạt thì mình phải hiệu chỉnh liều. Rồi, vậy hiệu chỉnh liệu như thế nào? Như nãy cô nói, do vancomycin là một thuốc nó có dược động học tính tính nên mình sẽ điều chỉnh liều theo quy tắc tam xuất. Nghĩa là cái liều 1 thì mình đo được cái C1. Bây giờ mình mong muốn cái C2 thì mình sẽ điều chỉnh cái liều 2 thôi. Đúng không? Thì bây giờ mấy bạn cứ tính toán cho cô. Ví dụ nè, một bệnh nhân đang xài 1 gram mỗi 12 giờ đo được 10. Bây giờ mục tiêu bác sĩ là phải lên 15. Thì sao? Mình thấy là gì? Tam xuất là 3. 1 gram mỗi 12 nghĩa là 2 gram. Ra 10. Giờ muốn ra 15 thì sẽ thành 3 gram. Như vậy sẽ điều chỉnh thành gì? 1 gram mỗi 8 giờ hoặc 1,5 gram mỗi 12 giờ. Tại vì 3 gram một ngày thì mình có thể điều chỉnh. Vậy câu hỏi đặt ra là khi nào thì mình tăng liều, khi nào thì mình nới rộng khoảng cách, của mình thu hẹp khoảng cách liều. Thì cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi chung của khá là nhiều dược sĩ ở các bệnh viện khác khi người ta chỉnh liều vanco. Như cô nói, khi cô dùng một cái vanco hàng Việt Nam á, cô đo thường nồng độ ra khoảng 8 thôi. Thế là bây giờ mục tiêu của mình là phải lên nồng độ 15. Không thể nào mà tăng liều bắt đầu được. Một bệnh nhân đang xài 2 gram không thể là bạn tăng thành 4 gram được. Tại vì 2 gram bạn đo ra 8. Bây giờ bạn muốn 15 thì bạn phải lên tới 4 gram. Đúng không? Do đó cô sẽ đổi cái gọi là cái nhà sản xuất và cô sẽ tăng bằng cách là gì? À, thuốc này nó không đạt được nồng độ đấy nhanh thì cô sẽ tăng liều hơn là cô nới rộng khoảng cách. Ví dụ bệnh nhân đang xài 1 gram, cô sẽ tăng 1 gram rưỡi hoặc là 1 gram cô sẽ tăng lên 1,750. À, thì lúc đó nó sẽ đạt được nồng độ đấy. Nhưng có những thuốc khi mình làm như vậy nó vẫn không đạt thì bắt buộc mình phải thay đổi. Thì thay vì mình tăng liều chỗ này thì mình sẽ thu hẹp khoảng cách. Ví dụ đang xài 1 gram mỗi 12 giờ thì mình sẽ cho 1 gram mỗi 8 giờ thì cái nồng độ đấy nó sẽ được duy trì. Nghĩa là tùy vào từng đối tượng bệnh nhân, tùy cái nồng độ mình đo được mà mình sẽ dự đoán là mình nên tăng liều hay mình nên hẹp khoảng cách. Rồi, như vậy các cái trường hợp mình điều chỉnh liều nè, đo nồng độ đấy ra thấp quá thì một là tăng liều, hai là giảm khoảng cách liều. Đo nồng độ đấy ra đạt thứ khoảng 10 tới 20 như là khoảng trị liệu của mình á. Nhưng mà tùy vô mỗi cái nhiễm khuẩn khác nhau, mà cái khoảng trị liệu mình mong muốn nó khác nhau. Nếu mình đang mong muốn nồng độ trị liệu là 20 mà nồng độ đấy nó đang thấp, nó khoảng 12 đi, thì mình sẽ tăng liều 25%. Nếu như nồng độ đấy trên 20 thì phải ngưng một liều tiếp theo bởi vì đang có sự tích lũy, hoặc mình có thể giảm 25% liều hoặc là giảm tần suất liều. Còn nồng độ đấy quá cao thì bắt buộc phải dừng thuốc, dừng thuốc một ngày để cho cái nồng độ nó ổn thì mình sẽ đo và mình điều chỉnh lại ở cái ngày hôm sau. Cái theo dõi điều trị như cô nói hồi nãy, dùng thuốc gì thì mình phải theo dõi điều trị của thuốc đó để mình biết cái hiệu quả. Thì đối với lại kháng sinh, mấy bạn phải theo dõi cái đáp ứng lâm sàng của người bệnh. Ví dụ như là nhiệt độ bệnh nhân thay đổi không, bạch cầu, những thông số khác. Mấy này chắc là chưa học thì thôi kệ nó. Về cái an toàn thì mấy bạn phải kiểm tra chức năng thận, bởi vì ảnh hưởng nhất là thận. Tính giác thì rất là hiếm nhưng mà thôi mình cũng phải kiểm tra, và đặc biệt là trong thuốc máu nha, phải coi coi bạch cầu có bị giảm không, tiểu cầu có bị giảm không. Rồi, như vậy những cái đối tượng mà cần phải theo dõi điều trị đó là những cái bệnh nhân mà có chức năng thận không ổn định hoặc là xài vanco kéo dài.
nha, thì chúng ta phải đo lường chức năng thận gần như là mỗi 3 ngày, mỗi 2 ngày mình phải đo. Thì cái đo chức năng thận rẻ mà 25.000 thôi, nhưng mà mình vẫn có thể điều chỉnh cái liều thuốc nha. Tới cái phần hướng dẫn về cách xa và truyền thì nãy cô cũng đã nói rồi ha. Đối với vancomycin là một cái thuốc mà nó truyền tĩnh mạch và thường truyền rất chậm. 1 gram phải pha tối thiểu 200ml nước muối. Nếu bệnh nhân có những cái triệu chứng gì liên quan tới tim truyền thì mình càng pha loãng hơn, có thể lên tới 500ml nước muối và mình truyền chậm. Thì một cái chai vanco khi mình truyền luôn cả 8 tiếng luôn nha. Bằng chai 500 mà thì mình có thể truyền luôn cả 8 tiếng. Rồi bây giờ tới cái quy trình. Tóm lại cái quy trình đo nồng độ vanco sẽ là gì? Đương nhiên ban đầu mấy bạn cũng phải có được cái thông tin của người bệnh. Cân nặng, chiều cao, chức năng thận. Phải đầy đủ thông tin, nhiễm khuẩn. Thì sau đó mấy bạn mới chọn cái liều và khoảng cách liều phù hợp dựa trên phần mềm chúng tôi sẽ làm. Bước 3 là mình sẽ đo cái nồng độ. Sau khi mình chọn liều xong mình xài tới nồng độ ổn định thì mình sẽ đo. Khi đo thì sao? Ở bước 2, bước 3, bước 4 sẽ là 3 cái bước thảo luận cùng bác sĩ để mà có được cái liều phù hợp và cái nồng độ phù hợp. Rồi, như vậy nếu bệnh nhân xài kéo dài thì chúng ta sẽ đo lặp lại nha. Đây. Bước 1 các bạn phải có những cái thông tin về người bệnh. Vì sao được chỉ định vanco? Có kết quả nuôi cấy không? Tại mình phải biết cái nhiễm khuẩn và cái nhiễm khuẩn đó là nặng hay nhẹ. Có được cái chiều cao và cân nặng của bệnh nhân, chức năng thận của bệnh nhân. Rồi, có đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ tính liều theo kinh nghiệm. Cái liều khởi đầu sẽ phụ thuộc vô nhiễm khuẩn. Đa số bệnh nhân mình sẽ xài 15mg trên ký trên lần. Nhưng mà những nhiễm khuẩn nặng thì mình sẽ tăng lên 20-25 luôn nha. Bước 3, chúng ta sẽ tính khoảng cách liều. Nãy là chúng ta đang lấy cân nặng thực nhân ha. Bây giờ tới bước 3, dựa vô cái chức năng thận của người bệnh. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân xài mỗi 8 giờ hay 12 giờ, mỗi 24 giờ hay mỗi 48 giờ. Và bước 4, mình mới bắt đầu đo nồng độ. Đo nồng độ thì đương nhiên phải ở liều thứ 4 nha, từ thứ 4. Này, đo nồng độ đấy là liều 4. Sau liều 3, không cần phải đo nếu như mà phân cô điều trị dưới 3 ngày thì khỏi đo. Nồng độ đỉnh thì sẽ đo trong một số trường hợp đặc biệt. Hoặc là thậm chí bạn không có cái công cụ gì trong tay, bạn phải tính liều theo cái sen for như cô nói nãy, thì bắt buộc phải có nồng độ đỉnh mới ráp vô cái công thức của cái phần mềm điện thoại nha, mình mới đo được. Rồi hiệu chỉnh liều thì sẽ phụ thuộc vô cái nồng độ mình đo được. Nếu nồng độ đấy quá thấp, bắt buộc mình phải tăng liều hoặc rút ngắn khoảng cách một bậc. Một bậc nghĩa là gì? Từ 24 còn 12, từ 12 còn 8, từ 8 còn 6, từ 6 còn 4. Hoặc tăng 1/2 liều. Thật ra thì cái tăng này nó không chính xác. Nghĩa là cái tăng này nó phải tuyến tính theo cái tần suất nha. Nồng độ đấy từ 5 tới 15 thì nó cũng hơi thấp đó. Nó chỉ cần hiệu chỉnh khi mà nó xem con số 10 nha. Còn nồng độ đấy đạt được thì mình chỉ cần coi cái đáp ứng lâm sàng ok thì thôi ha. Và nồng độ đấy quá cao thì bắt buộc phải có sự tham vấn của dược sĩ lâm sàng, quyết định coi thuốc này nên xài tiếp dừng mấy ngày ha, hoặc điều chỉnh như thế nào. Những cái thông số mà cần phải theo dõi trị liệu đó chính là nồng độ của nồng độ chức năng thận nha, gần như là phải bắt buộc đo trước khi bắt đầu điều trị hoặc là đo hàng ngày nếu như mà bệnh nhân có cái sự thay đổi về chức năng thận hoặc là đang dùng chung với một cái thuốc mà có độc tính nha. Mình sẽ đo mỗi 3 ngày nếu như mà bệnh nhân có chức năng thận ổn định. Rồi, nồng độ đấy mình sẽ lặp lại mỗi 5 tới 7 ngày nha. Rồi. Này là tóm lại thôi. Cái quy trình TDM Vanco nó là một cái quy trình phối hợp giữa nhiều cái nhân viên y tế, giữa bác sĩ cho ra y lệnh xài vanco, dược sĩ tính liều cho người bệnh, điều dưỡng hỗ trợ trong phần lấy máu cho đúng thời điểm, và cuối cùng là cái bộ phận sinh hóa là phải đo và trả lời kết quả. Thì như cái đại gương cô đã nói, một cái quy trình đo nồng độ vanco thì nó tốn tầm khoảng 2-3 tiếng thôi là nó có kết quả rồi. Và quan trọng kết quả đó phải được đọc bởi những cái chuyên gia về TDM, ví dụ như dược sĩ và bác sĩ có đào tạo nha. Dược sĩ và bác sĩ có đào tạo về TDM thì mới giải thích được cái công thức.
các bạn sẽ thấy nè, dược sĩ và bác sĩ sẽ tham gia vô cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn mà điều chỉnh liều trên lâm sàng. Mà coi đâu rồi. Đây. Nè. Khi mà mình nhận được, đây là cái bộ phận phân tích, là bộ phận sinh hóa của bệnh viện. Người ta sẽ chuẩn bị mẫu, người ta phân tích mẫu, người ta đánh giá kết quả gì gì đó để là trả lời là kết quả này là phù hợp á. Sau đó người ta sẽ trả kết quả. Và bác sĩ với dược sĩ lâm sàng sẽ điều chỉnh liều trên theo cái lâm sàng của người bệnh và cái hiệu quả chăm sóc trong người bệnh. À, nhưng mà cái bước quan trọng nhất là cái bước mà lấy mẫu nha bạn. Cái bước mà lấy mẫu nè, thu thập mẫu của điều dưỡng cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu như điều dưỡng lấy mà không đúng giờ, không đúng lúc thì cái mẫu này mình sẽ không giải thích được. Nha. Do đó khi mà mình đọc một cái kết quả mình thấy nó bất thường là mình phải quay về cái bước này để mình coi coi lấy mẫu có đúng hay không. Đây là một cái phần mềm tính liều mà hồi lúc trước nó không có được đa dạng như hiện nay nha, nó không có quá nhiều cái phần mềm như hiện nay, thì cô phải tính trên Excel. Thì phần mềm này tính trên Excel, những cái ô vàng là những cái ô mà mình nhập vô, những cái ô trắng nó sẽ tự hiện ra cho mình luôn, sử dụng đoán liều cho mình luôn. Okay. Rồi bây giờ nếu bạn nào có đang có máy tính sẵn hoặc điện thoại cũng được nha, mấy bạn sẽ lên hai cái trang. Rồi. Một là trang Global để cô hướng dẫn mình, và mình nhập những thông số vào cho cô thử. Mấy bạn gõ chữ này đây. Glo ban pro vô. Nó sẽ có cái phần calculator của cái thuốc. Nay giao diện nó hơi khác. Mình vẫn khác gì. Thôi cô gõ chữ vancomycin cho nó dễ. Gõ vancomycin ra ha. Calculator đi. Vancomycin ha, tính toán nè. Rồi mấy bạn nhập như là cái bài tập đầu tiên đó, các bạn mở ra cái trang số 2 của cái slide của mình đó, mình nhập những cái thông số của bệnh nhân X à, 35 tuổi nè, cao 1m65, nặng 103 kg vào thử nha, để mình tính toán cái liều đầu. Ở cái phần mềm Global này nè, cái trang này thì nó có rất là lâu rồi, nó cũng cỡ 20 năm rồi. À, thì thật ra nó cũng đã cập nhật ha, khác so với lại trước đó khi mà cô truy cập. Hiện nay nó cũng đã được gọi là sửa lại, cập nhật theo cái phiên bản beta năm 2020, nghĩa là nó cũng có một là chỉnh liều theo hai nồng độ đỉnh và đáy, hoặc là chỉnh liều theo cái nồng độ sau cái liều đầu. Tại vì cô không có muốn dạy mình nhiều hơn, cô đang muốn dạy mình theo cái lối truyền thống, chứ thật ra nó có một cái cách nữa là thay vì sau mỗi liều 3 nồng độ ổn định mình mới đo, thì hiện nay năm 2020 người ta đã khuyến cáo là mình đo ngay liều đầu tiên. Đó, thì nó có nhiều cách thì thôi kệ nó, cứ từ từ, bây giờ mình tính theo kinh nghiệm trước đi nha. Rồi mấy bạn cứ nhập tạm vô đi, rồi có gì cô sẽ gọi lại, ở bên cô sẽ hướng dẫn mình thêm nha, mình sẽ nhập những thông số của cô cho.
Rồi bây giờ mục tiêu AOC của mình là bao nhiêu? Rồi nó làm thấy đây là một cái nhiễm khuẩn gì niệu đúng không? Thì không quá quan trọng thì thôi mình cho nồng độ AOC nó 400 thôi, mình cho cao quá. Độ tuổi của bệnh nhân này là bao nhiêu? 35 nè. Giới tính là nam ha. Creatinine bệnh nhân này đo ra bao nhiêu? Creatinine bệnh nhân là 4. Rồi ngay chỗ này thì một vài bệnh viện nó yêu cầu luôn là tính ra clearance thì thôi tí cho nó tự tính, mình khỏi tính. Rồi bây giờ bạn mới tiếp tục nè, mình đang ước lượng, chỗ này nó đang gọi là ước lượng, bạn ước lượng nồng độ đỉnh là bệnh nhân này bạn cần bao nhiêu, nãy là 30-40 hơn 30 thôi, nồng độ đáy mình ước lượng bệnh nhân này chỉ tầm khoảng 12 thôi, tại vì nhiễm khuẩn này cũng tương đối nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ tính toán liều theo kinh nghiệm nha. Thì ở cái phần mềm này nó sẽ tính toán hết cho mình luôn, nó tính cho mình ra được những cái thông số liên quan. Rồi, cô đang cho nó tính rồi đó. Rồi sau khi mình bấm những cái phía trên những cái thông số mình cần thiết vô thì nó sẽ tính ra cho mình ước lượng là bệnh nhân này nè, nó cho mình biết cân nặng lý tưởng phần trăm vượt ngưỡng, nghĩa là bệnh nhân này AOC mình đang yêu cầu là 400 thì nó sẽ khuyến cáo mình là xài 1 gram 2 mỗi 13 giờ. Đây là liều kinh nghiệm nha, là liều trước khi mình đo. Nhưng mà ở trên cái phần mềm global này nè, là nó không có cái liều đầu, nó không có liều loading. Thật kệ nó, mình cứ coi đi xong mình qua một trang web khác rồi mình tính. Thì đây chính là liều kinh nghiệm, thì bước tới bước này coi như là xong. Tới bước tiếp theo là nếu như bạn có đo nồng độ, à thì cái bước này là cái bước làm tròn liều, mình biết là văn cô của mình một lọ là 1000, à thế nên cái tròn liều phải là 250, nên ở chỗ này nếu mà nó khuyến cáo mình 1200 phân 4 thì thường mình sẽ xài 1250, và khuyến cáo 13 giờ thì mình sẽ cho là 12 giờ, nhưng mà không có xài giống nó được nha. Rồi bây giờ mình cancel lại thì nó sẽ tính toán cho mình luôn, à nó dự đoán cho mình cái nồng độ đỉnh sẽ đạt được khoảng tầm 28, nằm ở đấy sẽ đạt khoảng 11. Mọi thứ đều là lý thuyết hết. Nếu với liều 1250 mỗi 12 giờ. À, rồi, đó là một cách. Liều loading nó cũng có khuyến cáo đấy chứ. Liều loading nó cũng khuyến cáo cho mình. Nhưng mà tại vì mình đo thì nó lại không đưa liều loading vô. Liều loading nó khuyến cáo là bệnh nhân này, nếu mà muốn xài liều loading thì mình sẽ xài đây, từ 25 tới 35 mg trên ký là liều đầu tiên, tập khoảng tầm 2500 cho tới 3600 mg một lần. Tại bệnh nhân này đang béo phì mà, rất là nặng 100 kg. Thì lúc trước cũng có một cái bệnh nhân ở bệnh viện là 130 kg và cô cũng đã xài một cái liều loading là 3 gram. Hay sau đó cô xài liều duy trì thì bệnh nhân đó cũng đã đo được cái nồng độ nằm trong cái khoảng trị liệu. À, đó là cái công thức tính theo global. Bây giờ mình qua cái trang web thứ hai, ClinCap. clincan.com. Rồi khi vô clincan.com thì mình sẽ vô trong cái chỗ mà tính văn cô mixin nè. Mình đang học văn cô, mình cứ tính văn cô nha, nó có nhiều cái tính. Rồi cũng nhập y chang bệnh nhân nãy giờ mình vô, 105 ký, 1m65 đúng không, 1m65 đúng không. Rồi nam bệnh nhân này có nặng không? Đó, nặng hay nhẹ thì nhiễm trùng tiểu thì bình thường, nhẹ thôi, no.
Rồi mấy cái này mình cứ để thật bình thường đi nha. Bạn nên này cần xài liều loading không? Thì thật ra cái chai này nó nhẹ, mình không cần xài liều loading, nhưng mà mình cứ thử là Z đi để cho nó tính dùm cho mình. Rồi chức năng thận của bệnh nhân có phải thay thế thận hay là chức năng thận không ổn định hay không thì không có thì thôi. Creatinine là 1.2, tuổi là 35. Người ta hỏi bạn là có đo nồng độ chưa? Thì là chưa nha. Rồi, sau khi mình bấm calculate thì nó sẽ ra. Đây là chính là cái biểu đồ tính toán dựa trên kinh nghiệm. Thì khuyến cáo của nó là gì? Bệnh nhân này nên xài liều loading là 2500. Bạn thấy nó khác so với lại cái này chưa? Cái này nó cho mình cái khoảng, còn bên này nó cho khuyến cáo mình luôn. Rồi, liều duy trì là 1500 mỗi 12 giờ, có đúng không? Bên này mình xài có 1250 thôi. Mỗi 12 giờ là mình thấy tương đối đạt rồi. Cái đấy thì nó hơi thấp tí, tại vì nhiễm khuẩn này không nặng quá. Vậy nếu mà mình xài 1250 thì cái đấy mình khoảng 11. Còn bên phần mềm này nó tính cho mình, nó làm tròn hết á, để cho mình dễ xài. Thì nó tính cho mình khoảng 1500 thì nó đo AUC ra 543. Vậy đạt rồi ha. AUC mình trên 400, dưới 600 là đạt. Và cái đấy dự đoán nó lên tới 17. Thì các bạn sẽ thấy nè, ở liều đầu tiên thì đương nhiên cái nồng độ đấy nó chưa đạt được nhiều đâu. Phải ở liều thứ 3 thì nồng độ đấy nó mới đạt được ổn định. Ha. Sau liều 3 trước liều 4 thì nồng độ nó mới đạt ổn định. Và nó sẽ cho mình một cái khoảng liều để mình lựa chọn. Đấy thì yêu cầu từ 400 cho tới 600. Đừng chọn 800, đừng chọn trên 600. Mình chỉ có những cái khoảng, thứ nhất là khoảng này. Cái này xài 1 gram mỗi 8 giờ. Hay là xài 1250 mỗi 12 giờ như cái trường hợp nãy mình chọn. Và nó khuyến cáo là nên xài 1500 đi mỗi năm, mỗi 12 giờ. Đây là trường hợp mà mình chưa có đo nha, mình đang tính liều kinh nghiệm. Rồi, mình tính liều kinh nghiệm thì mình xài cho bệnh nhân này. Sau khi mình xài xong, mình mới lấy máu, mình đo nồng độ đúng không? Thì bây giờ mình có cái nồng độ có sẵn nè, mình yes. Vậy nó sẽ hỏi mình nè, cái liều văn cô bạn xài cho bệnh nhân này là bao nhiêu? À quên, cái liều mà bạn lấy máu thì thông thường mình cứ là sau liều 3 đi nha. Còn liều 1 thì thôi, để tối mình học tiếp. Rồi, cái liều gần nhất bạn đang xài, ví dụ bạn đang xài 1500 cho bệnh nhân này, mỗi 12 giờ bạn truyền trong vòng 1 tiếng. Rồi. Cái này nó bắt phải nhập giờ nên mình phải nhớ. Ví dụ như ông này cũng xài 10 giờ sáng và 10 giờ tối đi nha. Thời gian bắt đầu ngày hôm nay đi nha, ngày hôm nay mình cho ngày hôm qua đi chứ. Ngày hôm qua. Nó sẽ bị sai á, tại nãy mình chọn là sau liều 3 thì ngày hôm qua đi. Nồng độ thuốc bạn đo được, ví dụ như ông này ông xài lúc 10 giờ sáng, nó ghi nè, cái thời gian bị sai. Ông này ông xài lúc 10 giờ sáng thì mình đo lúc mấy giờ? Ông xài ông truyền 1 tiếng, sau 1 tiếng mình lấy máu thì mình sẽ đo lúc 12 giờ. Đó, lúc 12 giờ ngày hôm nay đúng không? Hôm nay ngày nhiều rồi. Sẽ có tới ngày 12, 7, 7, 7, ngày 5 rồi. Rồi, mình đo lúc 12 giờ. 12 giờ, tại ông xài lúc 10 giờ. Truyền 1 tiếng, cộng với 1 tiếng chờ nó đạt. Thì giả sử ông này mình đo được nồng độ đấy 18. Rồi, như đó thôi. Nó không có yêu cầu nồng độ đỉnh thì mình đo vậy thôi. Thì mình sẽ tính coi bệnh nhân này AUC thật sự là bao nhiêu. Tại mình đang cần tính AUC mà. Như vậy thì bệnh nhân này đây. Bệnh nhân này mình cũng xài liều loading. Sau đó mình xài 1500 mỗi 12 giờ. Và mình đo nồng độ đấy ra 18. Nó hỏi bạn có đo cái nồng độ lần 2 không thì thôi. Rồi như vậy thì nó nói là bệnh nhân này bạn cần phải giảm liều đi. Bạn đang đo cái nồng độ định nồng độ đấy là cao quá, 18. Do đó nó khuyến cáo bạn là nên giảm liều còn 1000 thôi mỗi 12 giờ. Đó chính là cái mà mình nhập vô. Nè, bởi vì khi mà bạn đang xài cái liều hiện tại nè, current, bạn đang xài cái liều hiện tại thì AUC nó cao quá rồi. 750 và 705. Do đó nó khuyến cáo bạn là thôi bạn giảm liều 1 gram mỗi 12 giờ. Đó là những cái mà mình đang sử dụng trên phần mềm để tính toán. Hoặc cách thứ ba nữa là chính là dùng cái Senfor của cô. Thì bắt buộc cái Senfor nó phải có 2 nồng độ nha. Chứ mà 1 nồng độ này nó chưa có đủ.
Rồi, như vậy thì đây chính là một cách mô phỏng hoàn toàn là lý thuyết, mình đang tính liều dựa trên lý thuyết hết. Chỉ khi nào mà bạn đo nồng độ á, thì bạn mới chọn cái yes là mình có đo nồng độ thực tế ha. Và khi mình nhập đúng, nếu cái con số này mình đo thiệt thì mình sẽ điều chỉnh liều theo những cái khuyến cáo của nó ha, của cái trang web. Rồi, chút xíu nữa cô sẽ gửi bài cho nhóm trưởng, lớp trưởng nha, để cô nhìn coi mình có bốn nhóm đi, mình chia thành bốn tổ đi ha, mỗi tổ 10 bạn đi, thì cô sẽ cho mình bốn bài tập. Rồi các bạn cũng sẽ chút xíu nữa bạn sẽ cũng tự tính toán luôn, trong một bạn sẽ đại diện sử dụng máy tính, rồi trong quá trình mấy bạn làm thì những bạn khác cứ việc góp ý, tại mình đang toàn bộ là online hết và thời gian chuẩn bị của các bạn cũng không có đủ đó, không có kịp. Thì chút xíu nữa bạn nào có trách nhiệm máy tính thì mình sẽ mở máy tính, và những bạn khác sẽ thảo luận để nhập số liệu cộng với lại biện luận chẳng hạn, hai cho cô bốn cái bài tập nha. Cô nhờ bạn Huyền bạn chia tạm ra thôi, mỗi một bài nhóm là một bài, rồi nhóm đó cũng sẽ trình bày. Bạn có thể tính theo thôi, thống nhất là mình nên tính theo clean trang hết nha, các bạn khỏi tính theo trang global này nó hơi cũ rồi, mình tính theo trang clean trang hết. Mấy bạn ước lượng liều đầu cho cô, mấy bạn trả lời về chức năng thận cho cô, và mấy bạn tính toán về cái nồng độ cho cô. Và cô sẽ gửi bài qua Zalo cho Huyền nha. Rồi Huyền sẽ giúp cho cô chia thành bốn nhóm, cắt từ trên xuống dưới cũng được. Và mỗi nhóm sẽ có một cái bạn có máy tính, ha, màn hình máy tính. Nếu không kịp trao đổi thì cứ việc mở màn hình lên và mình sẽ trao đổi online vào lúc học luôn nha Huyền. Rồi, như vậy thì tí xíu nữa mình sẽ bắt đầu học vào lúc 6 giờ nha. Vì bây giờ mấy bạn có thể ăn uống tắm rửa gì đó đi, 6 giờ hay 6 giờ 15 cũng được. Nếu mà bạn nào khá là bận thì mình sẽ quay lại khoảng 6 giờ, 6 giờ 15. Rồi mình sẽ chuẩn bị bốn cái bài tập để mà mình giải theo cái phần mềm để mình tập cái thao tác. Thì bên cạnh cái việc tính liều văn cô thì mấy bạn còn phải tính cho cô chức năng thận, đọc cho cô chức năng thận, rồi cân nặng lý tưởng đồ vân vân, hay những cái thông số cần thiết của một cái bệnh nhân. Rồi cô nhờ bạn Huyền chia nhóm giúp cho cô luôn ha. Rồi mỗi nhóm mình sẽ chọn cho cô một bạn nào đó để trình chiếu. Rồi mấy bạn sẽ thảo luận vào cùng lúc buổi học luôn, chứ không cần phải tốn thời gian vào lúc này để mấy bạn nghỉ ngơi. Tí xíu mà cứ tới giờ học thì cứ việc theo từng nhóm rồi bạn sẽ làm trực tiếp tại chỗ luôn. Người này nhập người kia nhắc cũng được ha, và giải thích kết quả luôn. Rồi như vậy thì bây giờ cô sẽ gửi bốn bài tập cho Huyền, rồi Huyền phân bố cho các nhóm giúp cho cô. Dạ. Rồi các nhóm cứ chuẩn bị chút nữa mình sẽ mở cái máy này ra. Lớp trưởng là Thu Huyền hả Huyền hả? Dạ, dạ phải cô. Rồi rồi cô cảm ơn. Dạ. Là mình chỉ dành cho kiểm tra. Còn cái ngày đó mình học bài kia thì mình khỏi kiểm tra. Tại mình vừa mới học xong thì sợ các bạn không nhớ gì hết. Bữa sau là 12 tay. 12 đúng rồi. Mình học buổi 5.